chương 626 tôi chỉ là đúng lúc nhớ tới nó thôi. Gì cơ, vốn dĩ trong đầu thẩm linh linh đang tính toán làm cách nào để tìm được cớ giáo huấn đường tuấn, bây giờ nghe được cha của mình nói những lời này sợ hãi kêu ra tiếng. Cô không nghe lầm đấy chứ. Tên đường tuấn ngông cuồng tự đại này suýt chút nữa đã trở thành rể hiền của gia đình họ thẩm. Gia đình họ thẩm chỉ có một đứa con gái là cô, nói như vậy chẳng phải là đường tuấn thiếu chút nữa đã trở thành chồng của cô. Thẩm Chung cũng giật mình giống cô, em gái nhà mình thiếu chút nữa định hôn ước cùng với người ta, mà chuyện này cậu lại không biết. Khó trách cha muốn gặp Đường Tuấn, không phải là muốn nhắc lại chuyện xưa để gả em gái cho anh ta đấy chứ. Nam thanh niên đứng bên cạnh Thẩm Nhất Nam đột nhiên nhìn về phía Đường Tuấn, trong mắt lộ ra ý đối địch. Ba, người nói cái gì vậy? Con không nghe rõ lắm. Khuôn mặt của Thẩm Linh Linh tái nhợt, nếu ba cô thật sự muốn gả cô cho tên ngông cuồng tự đại như Đường Tuấn này, không bằng giết cô đi luôn cho rồi." Thẩm Nhất nam lắc lắc đầu, nói, "Những cái này đều là chuyện cũ năm xưa. Tôi chỉ là đúng lúc nhớ tới nó thôi." Ông nhìn Đường Tuấn, thở dài, nói, "Đối với sự việc của ông cháu, tôi thực sự xin lỗi. Gia đình họ Thẩm tôi nợ gia đình họ Đường cậu một ân tình, nếu sau này cậu có chuyện gì không thể giải quyết được thì cứ tới tìm tôi." Vừa rồi ông chỉ thuận miệng nói ra, tất nhiên sẽ không có dự định đính hôn lại. Hiện giờ trình độ của gia đình họ đường xuống dốc, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra là có thế lực siêu cấp lớn ở phía sau muốn đối phó với gia đình họ đường. Thẩm nhất nam ông không ngu xuẩn đến mức trong tình huống như vậy còn trói buộc cùng con thuyền gia đình họ đường bất cứ lúc nào cũng có thể chìm xuống này. Sở dĩ hôm nay ông muốn gặp đường Tuấn chỉ đơn giản là muốn nói rõ về sự tình năm đó, tránh cho việc sau này đường Tuấn dây dưa không dứt, lại kéo gia đình họ thẩm cùng xuống nước với cậu ta. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, đối với tính toán thẩm nhất nam cũng đoán ra được đôi chút. Xin chào, tôi tên Vương Niên Khải. Đúng lúc này, vị nam thanh niên vẫn luôn thờ ơ quan sát kia tiến lên trước một bước, đi đến trước mặt đường Tuấn, nói tôi rất thích thiên thiên. Nếu hồn ước của anh và cô ấy đã là chuyện xưa, thì tôi hy vọng về sau hai người không nên gặp nhau. Anh là người thông minh, tôi nghĩ anh hẳn là có thể làm được điều đó. Anh ta mở miệng, nói ra ý nghĩ trong lòng mình một cách thản nhiên, chỉ là mang theo sắc thái mệnh lệnh quả thật làm người ta phản cảm. Khải Niên, sắc mặt thẩm nhất nam có chút khó coi, trầm giọng nói. Vương Niên Khải nhìn thoáng qua thẩm nhất nam, nói chú thẩm, thầy của cháu chỉ kêu cháu bảo vệ cho chú. Còn việc cháu muốn làm cái gì, chú không có quyền quản cháu. Đáy mắt thẩm nhất nam lộ ra sự tức giận, nhưng vẫn là bất đắc dĩ. Trường 627 Đường Tuấn, còn không mau xin lỗi Khải Niên thẩm linh linh nhìn thấy không cần bản thân phải mở miệng hai người kia đã có xu thế dương kiếm sẵn sàng, trong lòng rất vui vẻ nên ngoảnh mặt làm thinh. Nếu tôi nói tôi không làm được thì sao? Đường Tuấn nhìn Vương Niên Khải, nhẹ giọng nói. Hừ, anh nhất định phải làm vậy. Nếu anh không làm vậy, tôi sẽ đánh gãy chân anh, khiến anh không thể bước xuống giường. Trong giọng nói Vương Niên Khải mang theo sát khí mãnh liệt, châm chọc nói không cần nghi ngờ thực lực của tôi không phải loại người thường như anh có thể nghĩ đến mũi chân anh ta xoay tròn nhẹ nhàng gạch men xứ trên mặt đất lập tức phát ra âm thanh nứt nẻ khe nứt như mạng nhện lan tràn chạy đến dưới chân đường tuấn thế nào chỉ cần anh nói không đồng ý một khi tôi xuống tay tuyệt đối không nhẹ hơn cái này đến lúc đó nếu anh bị tàn phế cũng đừng trách tôi không cho anh một cơ hội vương nhiên khải khoanh tay ôm ngực ánh mắt nhìn đường tuấn ung dung vui vẻ giống như mèo vờn chuột đường tuấn cậu nhanh chóng đồng ý đi, cậu ta sẽ thật sự dám làm như thế đấy. Thẩm Trung thấp giọng nói bên tai Đường Tuấn, thực lực của Vương Niên Khải rất mạnh, hơn nữa làm việc gì cũng không hề cố kỵ, vốn dĩ chính là người điên. Nhưng mà anh ta có thực lực mạnh như vậy, đây mới là điều khiến người ta không biết làm thế nào. Trên mặt Thẩm Linh Linh càng đậm ý cười, bị Vương Niên Khải đả kích như vậy, tên gia hỏa Đường Tuấn này nên biết bản thân mấy cân mấy lượng đi. Rất lợi hại sao, tôi thấy cũng chỉ có như vậy trong khi tất cả mọi người đều đang chờ đường tuấn nói vài lời mềm mại tạm thời thỏa hiệp nhưng đường tuấn nói một cách lạnh nhạt như vậy thẩm trung thẩm linh linh ngay tức khắc đờ đẫn ngay tại chỗ tên nhóc này điên rồi sao thật sự dám nói như vậy với vương niên khải chẳng lẽ anh ta cảm thấy thân thể gầy yếu của bản thân còn mạnh hơn cả viên gạch men làm từ đá cẩm thạch dưới chân đường tuấn vừa dứt lời không khí trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo tim của ai nấy cũng đều run lên vì sợ hãi sát khí từ trên người vương nhiên khải tỏa ra, sắc mặt của anh ta âm u đến mức dường như có một luồng khí đen bao bọc lấy cơ thể. Đường đường là đại cao thủ có nội lực đỉnh cao, đối với anh ta, đường tuấn chẳng qua chỉ là một người bình thường nhỏ bé như một con kiến, chỉ cần tùy ý cua tay là có thể nghiền chết hàng trăm con. Nhưng bây giờ anh ta lại bị con kiến ấy khiêu khích, ai có thể ngăn cản ý định giết người của anh ta. Thẩm nhất nam định nói gì đó nhưng lại thôi, đường tuấn dù sao cũng là cháu trai của đường hạo, bọn họ còn có ân tình với gia đình họ thẩm, ông ta khó mà ngồi yên làm ngơ được. Nhưng nhìn thấy sắc mặt của Vương Niên Khải, lại nhớ đến bối cảnh phía sau anh, ông lại có chút ngần ngại. Thẩm nhất nam do dự một lát, cắn răng nói, đường Tuấn, còn không mau xin lỗi Khải Niên. Khải Niên là thanh niên Tuấn Kiệt chân chính, chỉ cần cậu nói lời xin lỗi thật chân thành, cậu ấy sẽ khoan hồng độ lượng mà tha thứ cho cậu. Quỳ xuống, khấu đầu một trăm cái trước mặt tôi, tôi sẽ tha cho sự mạo phạm vừa rồi của cậu. Nếu không, chỉ có chết. Vương Nhiên Khải nhìn chằm chằm đường Tuấn, ngôn từ lạnh băng vô tình phát ra từ giữa môi anh ta. chương 628, mau tránh ra. Thẩm Trung cũng trầm mặc, có chút thương hại nhìn về phía đường Tuấn. Chỉ có người khởi sướng thẩm linh linh là vô cùng phấn khích. Đầu óc của cô suy nghĩ đơn giản, vốn dĩ không nghĩ rằng Vương Niên Khải thật sự dám giết đường Tuấn, cùng lắm là buông lời hung ác mà thôi nhưng mà có thể nhìn thấy đường Tuấn bị mất mặt như vậy, trong lòng cô vô cùng vui sướng, thậm chí còn định xuống dưới lấy điện thoại di động ghi lại, đợi lát nữa cho Lý Ngọc Mai xem, để cho cô thấy rõ sắc mặt của đường Tuấn. Đường Tuấn nhún nhún vai, thuận miệng nói, gia đình họ đường tôi không có thói quen quỷ xuống với người ta, chỉ bằng anh hãy dạy tôi quỷ đi. Muốn chết, vương nhiên khải quát một tiếng, trong đại sảnh dường như bùng nổ một tiếng sấm giữa mùa xuân, vô số âm thanh như tiếng ly thủy tinh vỡ vụn phát ra. Đồng thời, một quyền của Vương Nhiên Khải cũng hướng về phía mặt đường Tuấn, nếu tiếp một quyền này của tôi mà cậu vẫn có thể sống, tôi sẽ tạm tha cho cái mạng nhỏ này của cậu. Một quyền chứa đựng sự phẫn nộ bừng bừng tung ra, phô bày ra toàn bộ thực lực đỉnh cao nhất của anh ta, ngay cả các tông sư cũng phải hành động nghiêm túc. Vương Nhiên Khải không nghĩ rằng đường Tuấn có thể đỡ được. Một quyền này của anh ta chính là muốn hoàn toàn đánh chết đường Tuấn. Thẩm Linh Linh bị uy thế này dọa sợ rồi, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, hồ to, mau tránh ra. Lúc này cô mới hiểu rõ ràng, Vương Nhiên Khải không nói dẫn chơi, anh ta thật sự sẽ vì cô mà giết người. Cảm xúc hối hận cùng trách cứ ấp ủ trong lòng cô. Nếu không phải tên đường Tuấn này kiêu ngạo ngông cuồng, lại không hiểu việc nói chuyện thì làm sao có thể đi đến cục diện bây giờ. Đáng tiếc là dường như đường Tuấn không nghe thấy, giống như anh đã bị một quyền này của Vương Niên khải dọa cho choáng váng, cách hành xử hệt như một tên đầu gỗ, toi rồi, thẩm nhất nam và thẩm trung thở dài trong lòng. Thẩm linh linh cắn chặt môi, lộ vẻ mặt không đành lòng. Cái nắm tay đó trong chớp mắt sẽ đến trước mặt đường Tuấn, ngay sau đó cả khuôn mặt và đầu anh sẽ bị cái nắm tay này làm cho tan nát. Đường Tuấn lắc đầu, giơ tay gập một đầu ngón tay, giống như một đứa trẻ đang nghịch viên đạn bằng thủy tinh, búng ra một cách nhẹ nhàng. Bịch! Đường Tuấn vừa bắn xong, trong không gian phát ra một âm thanh trầm thấp, giống như quang viên đá vào ao hồ tĩnh lặng ngón tay búng ra vừa vặn để ở trên nắm tay của vương nhiên khải chỉ với một ngón tay là tưởng rằng có thể chắn được một quyền này của tôi thực sự là nằm mơ giữa ban ngày vương nhiên khải nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng của mình nhưng mà ngay sau đó vẻ tươi cười trên mặt anh ta lập tức cứng đờ một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ đầu ngón tay kia truyền đến trong khoảnh khắc tiếp theo thân thể anh ta đã bị mất khống chế bay ngược trở lại chương 629 chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Việc Phương Niên Khải ra tay và Đường Tuấn đáp trả đều quá nhanh, dường như có thể nói là chỉ trong chớp mắt. Bọn họ còn đang lo lắng Đường Tuấn liệu có bị đánh chết hay không, ai ngờ giây tiếp theo, Phương Niên Khải lại bị ném ra ngoài giống như bao cắt lại còn trong tư thế chật vật như thế. lẩm bẩm anh, anh có nhìn thấy không? Thẩm Linh Linh nuốt nước miếng, kéo kéo áo thẩm trung, kinh ngạc nói, vừa rồi Đường Tuấn chỉ dùng một đầu ngón tay thẩm trung khiếp sợ nhìn đường tuấn, nhưng khóe miệng lại miễn cưỡng tươi cười. Đối mặt với câu hỏi của em gái, anh ta chỉ có thể gật gật đầu, nói, hình như là vậy. Thẩm nhất nam lúc này cũng lấy lại được tinh thần, tuy rằng sửng sốt nhưng ông không thất lễ giống như con trai và con gái của mình, chỉ là ánh mắt ông nhìn về phía đường tuấn đã có thêm nghi hoặc, khiếp sợ cùng với trịnh trọng. Thực lực phương nhiên khải như thế nào, thẩm nhất nam hiểu rất rõ ràng, ngay cả võ đạo tông sư trong truyền thuyết cũng không có cách nào đánh bại anh ta một cách nhẹ nhàng như vậy. Như vậy chẳng phải là nói thực lực của Đường Tuấn so với võ đạo tông sư còn khủng khiếp hơn. Sau khi Vương Niên Khải phun ra một ngụm máu, cảm giác đau ở ngực đã tốt hơn chút, chỉ là lục phủ ngũ tạng trong cơ thể dường như muốn đảo lộn tùng phèo, khiến anh ta vô cùng khó chịu. Nhưng cái làm cho anh ta khó chịu nhất là việc bị người ta dùng một đầu ngón tay đánh bại. Cố gắng bỏ dậy từ trên mặt đất, Vương Niên Khải tức giận lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt oán hận nhìn về phía Đường Tuấn, không thể tưởng được chỉ một tiệc rượu nhỏ cũng có thể gặp được loại cao thủ tông sư như anh, thật khiến người ta kinh ngạc. Thù này tôi sẽ nhớ kỹ. Thực lực của anh ta đã là đỉnh cao nội lực nhưng lại bị Đường Tuấn đánh bại một cách ung dung, nhẹ nhàng như thế thì không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta nhất định là một cao thủ tông sư. Nhưng mà đạt tới cảnh giới nào của tông sư anh ta lại không nhìn ra được. Anh ta oán hận, chừng mắt nhìn Đường Tuấn và cả ba người của gia đình họ Thẩm cuối cùng lão đảo rời đi mất thể diện lớn như vậy anh ta tất nhiên không có can đảm tiếp tục ở đây nữa Thẩm Nhất Nam chạy nhanh tới nói với Thẩm Trung sai người đưa Khải Niên trở về tìm bác sĩ tốt nhất xem vết thương cho cậu ta Thẩm Trung gật đầu rời đi nhưng trước khi rời đi lại cố ý liếc mắt nhìn Đường Tuấn thật là đáng tiếc khủ khủ Thẩm Nhất Nam ho nhẹ hai tiếng nói với Đường Tuấn ngài Đường nơi này không phải chỗ tiện nói chuyện. Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Nói xong, ông ta vẫy tay cho người đến thu dọn bàn ghế bị vương niên khải đụng vào. Mọi người ở đây đều là người thông minh, tất nhiên sẽ không lan truyền chuyện đêm nay ra ngoài. Đường Tuấn đi theo thẩm nhất nam và thẩm linh linh đến ban công bên ngoài, những người khác đều chủ động rời xa nơi này. Đường Tuấn Tôi thật sự không nghĩ tới vậy mà cậu lại là cao thủ võ đạo. Gia đình họ đường quả thực là tài giỏi thẩm nhất nam lên tiếng tán thưởng. Có điều, chuyện đêm nay hơi khó nói, đáng ra cậu không nên đả thương vương niên khải nghiêm trọng như vậy. Thẩm nhất nam trầm giọng nói. Hả, vì sao? Đường Tuấn nhướng mày hỏi. chương 630 dám nói hư cửu huyền không xứng sao. Thấy đường Tuấn vẫn không sợ hãi, thẩm nhất nam thầm than trong lòng, nói, sư phụ của vương niên khải tên là hư cửu huyền, là đại cao thủ của nhà họ hư, một gia tộc võ thuật ở Tây Nam tôi có quen biết ông ta một chút, nên hư cửu huyền mới phái vương niên khải đến bảo vệ tôi. Gia tộc võ thuật ở Tây Nam, đường Tuấn khẽ giật mình, anh đột nhiên nhớ tới Bạch Thanh Hỏa ở bên cạnh Lý Quang Huy hình như là em trai của chủ nhà họ Bạch ở Tây Nam. Tuy cả hai đều xuất thân từ gia tộc võ thuật, nhưng hiển nhiên vẫn không thể so sánh với nhà họ hư được. Thẩm nhất Nam gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, lên tiếng cậu cũng là cao thủ võ đạo, hẳn phải biết những võ sư ấy là di sản chân chính của cả gia tộc. Vì quá bất lực nên tôi mới xin viện trợ từ nước ngoài thôi. Hai năm nay việc làm ăn buôn bán của nhà họ thẩm ngày càng phát triển nên hiển nhiên các nhóm công ty khác không muốn chấp nhận, dù đã tranh đấu công khai nhưng vẫn không khá khẩm bằng nhà họ thẩm, vì vậy giờ bọn họ đã muốn lén lút ra tay rồi. Tuy nhà họ thẩm thu phục được không ít cao thủ nội lực, nhưng thực lực lại không cao lắm, chẳng thể nào đối phó nổi được vì vậy thẩm nhất nam mới không dám đắc tội với vương niên khải nữa. Dù cậu có đánh bại vương niên khải thì hư cửu huyền cũng chìm trong cảnh giới cao thủ gần 20 năm rồi, là đại cao thủ thứ hai của nhà họ hư. Đường Tuấn, cậu xem, nếu cậu sắp xếp thời gian đến tận nhà xin lỗi thì sao? Hư cửu huyền sẽ nể tình tôi mà không làm khó dễ cậu đâu. Thẩm nhất nam hỏi một cách ngập ngừng. Tuy nói chưa rõ lời, nhưng hàm ý trong câu cho rằng đường Tuấn không thể sánh với hư cửu huyền đường tuấn nheo mắt lại nói ông ta không xứng hiện giờ anh chỉ còn cách thần hải một bước cho dù là cao thủ ở cảnh giới thần hải đường tuấn không hề sợ hư cửu huyền chỉ là cao thủ cấp tông sư không đáng để anh để vào mắt hơn nữa lúc nãy vương nhiên khải ra tay với anh chẳng qua đó chỉ là chút hình phạt nhỏ của anh thôi đối phương mới là người có lỗi thẩm nhất nam thấy thế miệng ông ta ngập ngừng không nói thêm gì nữa dám nói hư cửu huyền không xứng sao Đường Tuấn niên rồi, hoặc do thực lực của anh đã vượt xa hơn cả hư cửu huyền. Thẩm Nhất Nam tất nhiên nghiêng về cái trước hơn, Đường Tuấn còn trẻ vậy mà đã trở thành một cao thủ, có năng lực tới bước đấy rồi sao? Vốn dĩ ông ta biết Đường Tuấn là cao thủ võ đạo, nhưng vẫn muốn nhân cơ hội thu phục anh, nếu Thẩm Nhất Nam sẵn lòng, có khi còn trở thành thông gia của nhau ấy chứ. Nhà họ Thẩm có thể coi là bậc thầy kiên thủ của võ đạo. Nhưng bây giờ Đường Tuấn kiêu ngạo như vậy, như thể chẳng hề đặt hư cửu huyền vào mắt ấy vì thế thẩm nhất nam phải từ bỏ kế hoạch này rồi rõ ràng việc đường tuấn một mình mạo phạm tới gia tộc văn võ song toàn như nhà họ hư chẳng có ý nghĩa chút nào thẩm nhất nam ngạc nhiên nhìn đường tuấn ông ta còn đang sốc khi chứng kiến sức lực mạnh mẽ của đường tuấn rồi cảm thấy mình đã hiểu lầm anh nhưng hiện giờ dường như giọng điệu của đường tuấn còn mạnh hơn cả thực lực bữa tiệc được tổ chức một nửa rồi đường tuấn rời đi cùng lý ngọc mai đường tuấn lái xe Lý Ngọc Mai ngồi ở ghế phụ, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Audio điện tử võ tấn bền. chương 631, ai đánh con bị thương. Đường Tuấn nhanh chóng thu tầm mắt, anh vận chuyển chân khí một lần nữa, áp chế cơn nóng ran khô khốc trong lòng. Dáng vẻ này của Lý Ngọc Mai còn hấp dẫn hơn cô gái điên cuồng trên núi hoang ngày ấy, có hương vị mê hoặc chúng sinh. Ừm, để che giấu sự bối rối của mình, Đường Tuấn thấp giọng đáp lại, mặc dù ngoại hình của tên kia đẹp mắt, nhưng anh ta thực sự rất phiền phức. Lý Ngọc Mai nhếch miệng, lặng lẽ nhìn Đường Tuấn rồi di chuyển cơ thể tới gần người bên cạnh. Đai an toàn thắt chặt trên người cô kéo dài ra một đường vòng cung khiến người ta ngạc nhiên, hơi thở ấm áp phả vào tai đường Tuấn, giọng nói nhẹ nhàng của Lý Ngọc Mai vang lên, anh thấy hôm nay tôi đẹp không? Ừm, đường Tuấn lơ mơ trả lời một câu, tận lực không nhìn đến Lý Ngọc Mai, nhưng hơi thở nóng ran bên tai vẫn khiến lòng anh ngứa ngáy. Đêm nay chúng ta không về được không? Phía trước có quán rượu, Lý Ngọc Mai dùng giọng điệu nũng nịu nói. Hai tay đường Tuấn khẽ run, miễn cưỡng ổn định tâm trạng của mình, cất lời cô uống say rồi. Cặp mắt u oán của Lý Ngọc Mai cất giấu sự mất mát bên trong, cô rụt đầu về rồi tựa trên thành cửa sổ, ngoái đầu ngắm nhìn phong cảnh. Hai mắt sáng tỏ, có vẻ cô ấy không say, mái tóc dài che khuất đi nét mặt nên không thể thấy được nét u buồn. Ngắm thành phố Hà Giang, hai năm nay giá nhà đất tăng vọt, các công ty bất động sản đầu tư vào nhiều biệt thự nhìn ra cảnh biển, hầu hết mỗi căn có thể bán với giá hàng chục triệu USD. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, một con xe Mercedes màu đen lái vào khu biệt thự rồi dừng lại ngay phía trước. Cửa xe bật mở, một thanh niên bước ra, gương mặt anh Tuấn hiện lên vẻ nhợt nhạt, nhạt đó là Vương Niên Khải, người đã bị Đường Tuấn bắt vào đêm hôm qua. Bước chân của Vương Niên Khải viển vông, anh ta bước vào sân mở cửa biệt thự, đi tới ban công tầng 2 theo thói quen. Một ông già mặc bộ đồ luyện võ đang đánh quyền, động tác của ông ta rất chậm, mang theo cả hàm ý không thể nói ra, khiến người ta không khỏi nhìn chằm chằm. Đầu ông ta trắng xóa, nhưng da thịt trên mặt lại mềm mại trơn bóng hệt như thiếu nữ 17-18 tuổi. Anh lớn, anh đến rồi, nhìn thấy Vương Niên Khải tới, một thanh niên chờ ở bên cạnh chào hỏi. Khi trông thấy gương mặt trắng bệch của Vương Niên Khải, người đó không khỏi bất ngờ nói, anh lớn, anh bị thương sao? Bụp, nghe tiếng nói ấy, lão già đang đánh quyền bỗng dừng dừng động tác, ông ta từ từ thở ra, một cây đại thụ cách đó không xa lập tức rung chuyển, thân cây nghiêng thành một đường cung kinh ngạc như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, hoa quả trên cây lột bộp rơi xuống mặt đất. Hơi thở đó có thể sánh với sức mạnh của một trận cuồng phong, điều đó cho thấy tâm trạng bực tức của ông ta lớn tới nhường nào. Ông ta quay đầu nhìn về phía Vương Niên Khải. Trong đôi mắt thoáng phát ra hai tia sáng, có thể nhìn thấu tất cả bí mật trên người Vương Niên Khải. Ai đánh con bị thương, giọng nói trầm thấp vang lên, hệt như tiếng chuông lớn, mang cảm giác khí thế uy nghiêm. Ngay cả tiếng thủy triều dâng trào cách đó không xa dường như cũng bị giọng nói chân áp mất. Vương Niên Khải lập tức vội bước lên, cung kính hành lễ thầy. Chương 632, hóa ra đây mới là bản lĩnh mà sư phó đã nói. Đường Tuấn, hư Cửu Huyền nhíu mày, cảm thấy cái tên này hơi quen thuộc. Tiếp đó, gương mặt ông ta bày ra vẻ giật mình, cất lời, hóa ra là cậu ta. Vương Niên Khải thấy thế, trong lòng anh ta khẽ động, chẳng lẽ Đường Tuấn và sư phụ còn có giao tình gì sao? Hình như hư Cửu Huyền nhìn thấu ý nghĩ của Vương Niên Khải, ông ta hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: dựa vào một tên chưa đủ lông đủ cánh như cậu ta mà cũng xứng có giao tình gì với tôi sao? Thật ra tôi biết được là do cậu tôi có chút liên quan đến đến hành trình dân tộc người mèo kế tiếp của vi sư thôi. Vương Nhiên Khải Nhíu mày suy nghĩ nói, sư phụ, chẳng lẽ Đường Tuấn cũng là người được chọn trong hành trình dân tộc người mèo lần này sao? Hư Cửu huyền cười lạnh nói, cứ xem là vậy đi, đúng lúc cô gái nhà họ hoa dân tộc người mèo kia ở bên cạnh Đường Tuấn, lúc ấy mục phương đi thăm dò cảm thấy thực lực của anh ta không tồi nên đã quyết định sẽ đi cùng chân nhân trẻ tuổi mục phương của hồng lĩnh kia sao vương niên khải thất thanh nói chẳng lẽ thực lực của đường tuấn và chân nhân trẻ tuổi mục phương không khác mà đều như nhau á hư cửu huyền cười nhạo một tiếng lắc đầu nói sao có thể được chứ tuy mục phương còn nhỏ tuổi nhưng sức lực của cậu ta lại cực kỳ mạnh hơn nữa núi hồng lĩnh có bí pháp truyền lại cho đời sau hiển nhiên mục phương cũng đã học xong rồi ngay cả vi sư còn không dám nói sẽ có thể thắng được mục phương nữa này lúc này vương nhiên khải mới nhẹ nhàng thở ra nếu sức mạnh của đường tuấn và nhân vật truyền kỳ mục phương này thật sự ngang nhau thì chỉ sợ sư phụ của anh ta sẽ không báo được thù thôi con yên tâm nếu đường tuấn dám làm hại con thì sẽ phải trả giá hành trình dân tộc người mèo lần này chúng ta phải tính để cậu ta tham gia nếu không nể mặt mục phương và cổ hồng lĩnh đường tuấn tính là cái gì chứ còn cô gái nhà họ hoa kia thì giam lại sắc mặt hư cửu huyền lạnh lùng, ý lạnh xuất hiện trong mắt, lần này đúng lúc tôi phải nhân cơ hội ra tay, xem cậu ta có thể chặn được một đấm một cước của tôi không đây. Sức mạnh của sư phó hơn người, nhất định đường Tuấn sẽ bị người đánh đến quỳ xuống đất xin tha. Vương Nhiên Khải và sư đệ lập tức cung kính nói. Hư cửu huyền vẫy vẫy tay, nói trước mắt ta chỉ vết thương thay con đá, tránh để lại tai họa ngầm, làm hại võ đạo sau này. Còn đường Tuấn, hư, trước mắt cứ để cậu ta đắc ý mấy ngày mấy ngày hành trình dân tộc người mèo cứ ở đây, tôi chờ những người khác đến thương lượng một chút, đến lúc đó bịa một chút về vị tông sư trẻ tuổi này. Vương Niên Khải nghe vậy thì trong mắt lập tức lộ ra vui mừng nắm tay siết chặt, thầm nghĩ, đường Tuấn, anh vừa khiến tôi mất hết mặt mũi, vậy tôi lấy mạng của anh mới mãn nguyện. Đương nhiên đường Tuấn không biết hư cửu huyền cũng là người được chọn trong hành trình dân tộc người mèo lần này. Ngày hôm sau của Yến hội, anh đã lập tức rời thành thị xuống công viên xanh ở biệt thự số 1. Mục Phương đã báo với anh hành trình dân tộc người mèo sẽ sau 3 ngày nữa, vì vậy trong khoảng thời gian này anh đã điều chỉnh lại trạng thái một chút. Ban công công viên xanh của biệt thự số 1 thật lớn. Đường Tuấn ngồi khoanh chân, ánh trăng như nước lạc ở trên người anh, chân khí trong cơ thể vận chuyển, không nhìn thấy nguyên khí trong không khí nối thành một sợi tơ chui vào cơ thể anh. Luyện hóa, chân khí vì anh mà tự động chuyển hóa, giữa thức hải, vật giống khối ngọc trụ kia tản ra hơi thở mát lạnh, chăm sóc tinh thần anh chương 633, Lão Dược Ngàn Năm. Lúc trước Trình Tuấn Vũ nói với anh đã biết rõ võ công cuối cùng, nhưng đến hôm nay anh mới hoàn toàn hiểu. Trạng thái hiện tại giống anh càng cần được ngồi im tịnh dưỡng sẽ có thể ngộ ra đạo lý, liên tục mở rộng đan điền khí hải trong cơ thể rồi chuyển hóa tiểu thiên địa, đến lúc đó anh mới là cao thủ cảnh giới thần hải. Nếu lại đi luyện công phu đấm đá thì chỉ biết làm nhiều công ít, bốp bốp lãng phí thời gian núi công xanh này cũng coi như là bảo địa nước non, được gọi là nơi có nguyên khí dồi dào nhất trong toàn bộ thành phố Vinh, nhưng mà vẫn rất quá ít rồi. Nếu dựa vào nguyên khí này chỉ sợ phải tiêu hai ba mươi năm mới có thể đạt tới cảnh giới thần hải. Đường Tuấn thở dài. Anh chợt nhớ tới hồ nguyên khí ở dược y cốc, nếu có thể hấp thụ toàn bộ hồ nguyên khí thì thời gian anh bước vào cảnh giới thần hải sẽ ngắn lại phân nửa. Nhưng ý nghĩ này chỉ là suy đoán mà thôi, đừng nói Tôn Vân Hoa không đồng ý, Trung Khê San cũng sẽ không để anh làm vậy. Rốt cuộc cái ao kia mới là toàn bộ căn cứ của Dược Y Cốc. 20 năm tôi chờ không nổi, Đường Tuấn đứng dậy, một loạt tiếng đùng đùng trong cơ thể vang lên. Trong mắt anh lộ ra vẻ lạnh lẽo. Mạch chính vu độc mạnh hơn anh tưởng, bây giờ ban cơ làm tu hú đẻ nhờ ở nhà họ đường là cao thủ cảnh giới thần hải. Nếu như anh không ở cấp thần hải, anh mà trở về thì có khác nào chịu chết đâu. Lúc này bà độc đúng lúc cùng hoa tiểu nam đi tới, thấy bộ dạng buồn giàu của Đường Tuấn thì thuận miệng hỏi một chút. Đường Tuấn nhớ bà độc xuất thân từ dân tộc người mèo, tuy cảnh giới võ đạo bà yếu hơn nhưng sự từng trải cũng muốn nhiều hơn anh, vì vậy anh đã nói thật vấn đề nan giải của mình. Bà độc không nhìn ra cảnh giới của Đường Tuấn nhưng nghe anh nói bản thân đã đạt tới cảnh giới chân khí hậu kỳ thì trong lòng vẫn nhảy dựng lên. Thăng cấp võ đạo của người khác như leo núi, càng về sau càng gian nan. Nhưng Đường Tuấn lại đơn giản như uống nước vậy, ba tháng mà anh đã đạt tới cảnh giới chân khí hậu kỳ rồi. Nếu việc này truyền ra chỉ sợ cũng không ai tin. Trầm ngâm một lát, bà độc nói, bên trong dược y cốc đúng là rất vững chắc, nếu đã là loại bảo vật hồ nguyên khí như vậy, sợ là chỉ có những người đời trước của dược y cốc truyền lại. Nhưng mà ở thế giới rộng lớn này, không phải chỉ có mỗi chỗ dược y cốc mới có loại bảo vật quý giá thôi đâu. Nói về truyền thừa thì thập vạn đại sơn của dân tộc người mèo cũng không kém thần châm môn của dược y cốc. Ý của bà là, dân tộc người mèo chúng ta có bảo vật có thể giúp anh đường nhanh chóng tăng thực lực sao? Hoa tiểu nam nghe vậy thì có chút gấp gấp không chờ nổi. Bà độc thấy thế, trong lòng cũng cười khổ một tiếng, đúng là phụ nữ thì không dùng được. Một khi đã có người mình yêu rồi thì nhất định khuỷu tay cũng quẹo ra ngoài, không phải bà ta không thích đường tuấn, chỉ là nhìn hoa tiểu nam lớn lên, trong lòng bà ta không khỏi có chút hụt hẫng. Hoa tiểu nam cũng biết ý đồ của mình hơi rõ ràng, mặt đẹp ửng đỏ, lén lút nhìn đường Tuấn. Bà độc cười khẽ một tiếng, nói cụ thể bà cũng không rõ lắm. Nhưng dân tộc người mèo truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng để lại rất nhiều bảo vật. Hơn nữa thập vạn đại sơn của dân tộc người mèo, vị trí địa lý đặc biệt, mức nguyên khí nồng đậm, cao hơn bên ngoài không ít, dân cư thưa thớt, nơi nguy hiểm cũng rất nhiều, nhiều năm tích lũy cũng cho ra đời rất nhiều bảo dược. chương 634, tôi sẽ giúp em tìm hai người họ. Lão dược ngàn năm còn hiếm hơn là bảo dược, trong đó ẩn chứa nguyên khí nồng đậm hơn bảo dược rất nhiều. Nếu anh có thể được vài cọng lão dược ngàn năm thì trong thời gian ngắn chắc chắn có thể tích lũy đủ nguyên khí, sáng lập ra tiểu thiên địa trong cơ thể, đột phá đến cảnh giới thần hải. Không sai, nhưng mà lão dược là bí mật của dân tộc người mèo, chỉ có người đứng đầu mới biết nó được gửi ở nơi nào. Tuy hiện tại cha con nhà họ đằng trông coi dân tộc người mèo nhưng đằng Vũ Vân là xoán vị được chứ không có truyền thừa, cũng không biết lão dược ở đâu. Nếu không với tính tình của ông ta thì lão dược đã bị lấy luyện đan cho đứa con không không ra hồn của ông ta ăn rồi. Bà độc oán hận nói. Vậy chẳng phải hiện giờ toàn bộ người của dân tộc người mèo đều không biết lão dược ở đâu sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Lúc đó dân tộc người mèo được gọi là thập vạn đại sơn, tuy có chút khoe khoang nhưng có thể tưởng tượng nó mênh mông đến cỡ nào nếu thật là vậy thì muốn tìm lão dược cũng như mò kim đáy bể sao. Bà độc nhìn hoa tiểu nam một cái rồi thở dài nói, cha mẹ tiểu nam là người đứng đầu chính thống của dân tộc người mèo, hẳn họ sẽ biết lão dược dược ở đâu. Nếu có thể tìm được bọn họ, cậu lại cứu tiểu nam, họ đưa cậu một hai cây lão dược cũng không phải chuyện khó. Hoa tiểu nam nghe vậy thì con người buồn bã, cha mẹ cô ấy đã mất tích nhiều năm, muốn tìm được cũng là nói dễ hơn làm. Đường Tuấn vỗ vỗ bả vai Hoa Tiểu Nam nói, tôi sẽ giúp em tìm hai người họ. Ừm, em tin anh đường có thể làm được. Hoa Tiểu Nam ngẩng đầu, kiên định nói. Bà độc lại âm thầm lắc đầu, bà cũng không thấy khả quan lắm. Nếu có thể dễ dàng tìm thấy cha mẹ Hoa Tiểu Nam thì hai người đã không lưu lạc đến tình trạng này rồi. Sau ba ngày, đường Tuấn dẫn bà độc và Hoa Tiểu Nam tới tỉnh Khánh Hòa thành phố Lai Châu. Bọn họ muốn gặp mặt đám người mục phương ở đây rồi đến dân tộc người mèo mấy người dự định địa điểm sẽ là một khách sạn 5 sao ở thành phố Lai Châu, vì đặc biệt tiếp đãi bọn họ nên khách sạn 5 sao đã ngưng tiếp khách vào ngày hôm qua. Khách sạn của chúng tôi đang tu sửa nên mấy ngày nay không nhận khách. Đám người đường Tuấn vừa đến cửa, giám đốc khách sạn lập tức tiến lên giải thích. Bên trên có chỉ thị xuống nói là hai ngày này muốn tiếp vài nhân vật lớn nên giám đốc khách sạn nào dám chậm trễ có thể khiến một khách sạn năm sao đặc biệt không tiếp khách nữa chắc chắn không phải người giám đốc nho nhỏ như anh ta có thể đắc tội. Đường Tuấn vừa định gọi cho Mục Phương thì một loạt tiếng sang sảng từ trong khách sạn truyền ra trước một bước, Đường Tuấn, anh đến rồi. Mục Phương mặc một áo đạo sĩ, tóc dài búi thành tóc đạo ra, tay áo dài phấp phới, hoàn toàn xuất thần. Anh ta nói với giám đốc khách sạn, đây là vài người bạn của tôi. Giám đốc khách sạn nghe vậy thì lập tức nghiêng người tránh ra, vừa xin lỗi vừa dẫn đường cho bọn họ đi vào. Đường Tuấn sóng vai cùng Mục Phương tiến vào khách sạn, ngồi xuống sofa ở đại sảnh. Mục Phương nhìn Hoa Tiểu Nam ngồi bên cạnh Đường Tuấn cười hỏi, đây hẳn là cô chủ Hoa nhỉ? Hoa Tiểu Nam nhìn thoáng qua Đường Tuấn, thấy anh gật đầu, lúc này cô ấy mới nhẹ nhàng lên tiếng. Chương 635 chuyến này ông ấy sẽ đi cùng chúng ta. Vì hành trình dân tộc người mèo lần này mà sư phó trong môn đã đặc biệt tìm thấy chút linh dược cho anh ta ăn vào, lúc này mới đột phá đến cảnh giới chân khí hậu kỳ. Ban đầu anh ta cho rằng tốc độ của mình đã rất nhanh, nhưng hiện tại cảnh giới của đường Tuấn lại giống anh ta, cũng là cảnh giới chân khí hậu kỳ. Thậm chí trên người anh, Mục Phương còn cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm. Không phải anh ta là y thánh của người nhà họ đường sao? Nhà họ đường đâu phải gia tộc võ thuật, hơn nữa hiện tại còn lụi bại, sao anh ta có thể tăng cảnh giới võ đạo nhanh vậy chứ chẳng lẽ sư phó của anh ta là cao thủ cảnh giới thần hải trong đầu mục phương thoáng qua ý nghĩ như vậy đúng rồi mục phương không phải anh nói còn những người khác sẽ cùng đến dân tộc người mèo trước sao cổ nhiên đường tuấn không biết mục phương đang nghĩ gì nhìn đại sảnh trống rỗng anh thuận miệng hỏi lúc này mục phương mới đè xuống khiếp sợ trong lòng anh ta quyết định tìm thời điểm dò xét đường tuấn là giả hay thật anh ta cười giải thích, những người khác đang trên đường, sư thúc Huyền Long tử của tôi đi đón bọn họ rồi. Huyền Long tử đạo trưởng, ông ấy cũng đi sao? Đường Tuấn Kinh ngạc hỏi. Ừ, Mục Phương gật đầu, nói, sư thúc Huyền Long tử đã hoàn thành bế quan. Chuyến này ông ấy sẽ đi cùng chúng ta. Đường Tuấn nhìn dáng vẻ của Mục Phương, anh đoán Huyền Long tử đi cùng chắc chắn là có nguyên nhân khác, nhưng nếu Mục Phương không nói, anh cũng không tiện hỏi nhiều. Trừ cái này ra, bốn nhà khác sẽ cùng nhau đi trước là hư cửu huyền nhà họ hư cố bách đường của mạch chính hình ý trần thiên dương nhà họ đường còn có kiếm môn triệu tuấn phong sắc mặc mục phương ngưng trọng nói mấy vị này đều là tiền bối nổi tiếng nhiều năm đều là cao thủ chân khí hậu kỳ nếu không phải lần này dân tộc người mèo quá mức bọn họ cũng sẽ không liên thủ hư cửu huyền đường tuấn nhướng mày anh đường anh biết ông ta mục phương hỏi đường tuấn lắc đầu nói, đồ đệ ông ta vương Niên khải khiêu khích tôi, tôi đã giáo huấn anh ta một chút. Thì ra là thế, Mục Phương nhắc nhở nói, nhưng hư cửu huyền cực kỳ bênh vực người của mình, chỉ sợ anh sẽ phải cẩn thận, ông ta ham thích võ thuật, không cưới vợ sinh con mà chỉ có mấy học trò. Vương Niên Khải là người ông ta xem trọng nhất, nếu bị anh đả thương, ông ta sẽ không chịu để yên đâu. Nếu cần tôi hòa giải thì anh cứ việc nói. Đường Tuấn gật đầu, nhưng anh không có ý định sẽ hòa giải chuyện này anh không làm sai nếu hư cử huyền thật sự muốn báo thù thay vương niên khải đường tuấn cũng không sợ bọn họ tới rồi lúc này sắc mặt mục phương ngưng lại rồi nhìn về phía bên ngoài khách sạn một chiếc lincoln limousine dừng ngoài cửa lớn khách sạn sau đó năm người từ trong xe đi xuống đi phía trước mặt là đạo nhân huyền long tử từng gặp đường tuấn một lần chỉ là hiện tại huyền long tử không còn bộ dạng điên điên khùng khùng nữa thôi thoạt nhìn ông ta tràn đầy tinh thần da mặt bóng loáng, tóc buộc chỉnh tề. Mặc áo đạo sĩ màu xanh lá như tiên dáng trần. Ở phía sau ông ta là bốn người còn lại, bọn họ hoặc là mặc trang phục luyện công hoặc là quần áo thời đường. Có hai người tóc đã bạc trắng, nhưng khuôn mặt vẫn trắng nõn mịn như trẻ con, hơi thở trên người không rõ ràng lại mạnh mẽ, mắt lộ ra tinh quang, khí thế bức người cách lớp thủy cũng có thể cảm nhận được. Người đi theo sau sư thúc của tôi là Hư Cửu Huyền, là cao thủ thứ hai gia tộc võ thuật của nhà họ Hư ở Tây Nam. Mục Phương thấp giọng giới thiệu. Sau Hư Cửu Huyền là Hình Ý môn, Cố Bách Đường là cao thủ nhất nhì của Hình Ý môn. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 636 sự khủng bố của tông sư quả là không thể nghi ngờ. Vậy chú của anh đâu? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Theo ý của Mục Phương, việc này liên quan mạnh mẽ đến người chú Huyền Long tử của anh ta. Mục Phương ngạo nghễ nói, chú tôi đã lĩnh hội được quan điểm về thủy hỏa ý cảnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể mở ra thế giới trong cơ thể, tiến vào cảnh giới thần hải. Trong số tông sư trong nước, có thể vững vàng xếp vào thứ hạng 3, thậm chí có thể cùng tranh với vị tông sư được công nhận đứng nhất kia. Tông sư số 1 được công nhận, là ai? Đường Tuấn không khỏi hứng thú, hỏi. Mục Phương kinh ngạc nhìn vào mắt Đường Tuấn, chuyện này trong các phái võ đạo cũng chẳng phải là chuyện bí mật không ngờ Đường Tuấn quả nhiên không biết. Nhưng anh ta vẫn trả lời, là Phạm Nam Thiên, quỷ đao chi thuật của người này đã đạt tới trình độ tuyệt vời, nghe nói từng khiêu chiến với cao thủ cảnh giới thần hải mà không bị đánh bại, chỉ là không biết là thật hay là giả. Khiêu chiến với cảnh giới thần hải mà không bị đánh bại. Đường Tuấn có chút kinh ngạc, trước khi anh rời khỏi dược y cốc, từng so tài với Trung Khê San một chút, phát cạn hết sức lực cũng không thể đả thương được đối phương. Phạm Nam Thiên có thể giao thủ với cảnh giới thần hải mà không bị đánh bại, nếu thật sự là vậy, gọi là đệ nhất tông sư vẫn chưa đủ. Nhưng Đường Tuấn cũng không tự thẹn vì kém người, hiện tại sinh lực của anh đã đạt tới cảnh giới nhập thần, khí lực so với một cao thủ tông sư bình thường lớn mạnh hơn nhiều. Trung Khê San từng nói, cho dù là cao thủ cảnh giới thần hải, nếu thế giới trong cơ thể không ổn định, cũng không chắc có thể giết được Đường Tuấn. Trong lúc hai người đang thấp giọng nói chuyện với nhau, đạo trưởng Huyền Long Tử dẫn theo vài người tiến vào trong khách sạn. Không cần Huyền Long Tử lên tiếng giới thiệu, hư cửu Huyền giành đứng ra trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm Đường Tuấn, cười khẩy nói anh chính là Đường Tuấn. Là anh làm cho học trò tôi Vương Khải Niên bị thương. Đường Tuấn Mục Phương đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, hư cửu huyền này quả nhiên lại lấp liếm điều sai trái của mình đến vậy, vừa đến là không nhịn được phải ra tay với anh. Là tôi, Vương Khải Niên học nghệ không tốt, nói năng thì khinh thường tôi. Tôi không giết anh ta, đã là nhẹ tay rồi, Đường Tuấn thản nhiên nói. Những người khác như đám người cổ bách đường, vẫn chưa rõ sự tình đầu đuôi ra sao, lúc nghe đến câu này, lập tức hiểu ra. Tông sư ví như rồng, mỗi một vị tông sư bình thường đều đại diện cho sự sống chấn giữ một phương, sao lại có thể tùy tiện khinh thường như vậy? Vương Khải Niên dám sỉ nhục tông sư, có giết cũng chẳng hề quá đáng. Hư, ánh mắt hư cửu huyền lạnh lùng, nói, hay cho câu nói học nghệ không tốt. Vậy thì tôi đây muốn xem thử vị tông sư trẻ tuổi này có bản lĩnh thật, hay chỉ là cái vỏ rỗng. Lời vừa nói ra, hư cửu huyền ngang nhiên ra tay. Mũi chân vừa rậm, sảnh lớn của khách sạn giống như gặp phải một trận động đất, mặt đất đều lay động cả lên. Ông ta tung mạnh một quyền, quyền phong gió rít như con rồng tức giận xoắn thành sóng, mãnh hổ gầm gừ khắp núi rừng, uy lực không thể ngăn cản. Vương Khải Niên bị một quyền nhỏ như lóng tay của Đường Tuấn đánh bật, mà hiện giờ hư cửu huyền muốn hung hăng đánh bại nhuệ khí của Đường Tuấn, thay học trò báo thù. chương 637 tranh nhau ba bước. Khuôn mặt huyền long tử khẽ biến sắc, nhưng không có dự định ra tay. Chuyện này, vị trí của Đường Tuấn đặc thù nhất, anh cùng con gái của dân tộc mèo có quan hệ thân thiết, nếu không thể dùng thực lực nói chuyện, để cho bọn họ kiêng rẻ, thế lực sẽ bị tập thể bọn họ nhìn với con mắt căm thù. Đến lúc đó, dù rằng huyền long tử có lòng muốn bảo vệ đường tuấn cũng không làm được. Những người khác cũng có suy nghĩ như vậy, muốn xem thử xem thực lực của đường tuấn thế nào. Nếu như không ăn thua gì, thì cô gái của nhà họ hoa sẽ bị giam lỏng lại, đến dân tộc mèo cũng trở thành con tin. Lúc này cho dù hư cửu huyền không ra tay, về sau bọn họ cũng tìm cơ hội để ra tay, thế nên không một ai ra ngăn cản. Long hổ quyền của hư cửu huyền càng tinh xảo hơn rồi, cảnh giới ly long hổ hợp e rằng cũng không còn xa cao thủ hình ý môn cổ bách đường vuốt sâu bình phẩm. Những người khác đều khẽ gật đầu, tên tuổi Long Hổ quyền của nhà họ Hư trong võ đạo giới phái rất có tiếng vang. Nếu Hư Cửu Huyền thật sự có thể làm cho Long Hổ hợp nhất, vậy thì ông ta đã từng là cao thủ của cảnh giới Thần Hải. Đáng tiếc là đến anh của ông ta, người trưởng quản gia tộc nhà họ Hư hiện tại cũng không thể làm được. Đối mặt với quyền thuật tựa như Long Hổ này, Đường Tuấn hoàn toàn không có dự định trốn tránh. Trả lại ông một quyền. Đường Tuấn khẽ quát lên, nắm tay siết chặt, ở giữa đại sảnh khách sạn lập tức vang lên một trận âm thanh lôi đình, tựa như lôi thần giáng xuống. Quản lý và những phục vụ trong đại sảnh khách sạn nhìn thấy mà như chết chân tại chỗ, hai chân như nhũn ra, có người nhát gan còn không khống chế được mà đái dầm. Loại uy lực này, trong mắt bọn họ cứ như là siêu nhân trong phim ảnh vậy, sao có thể làm bọn họ không sợ được. Bùm! Nấm đấm của hai người va chạm nhau trong nháy mắt, lực tác động quá mạnh khiến cho hai người lùi về phía sau. Hư cửu huyền lùi 5 bước, Đường Tuấn lùi hai bước, tranh nhau ba bước. sắc mặt Hư cửu huyền lúc xanh lúc trắng, chân khí lúc hai người va chạm đã tác động đến bên trong cơ thể ông ta, làm ông ta khó chịu đến nỗi muốn hộc máu. Nếu hộc máu ra ngược lại vẫn tốt hơn, nhưng ông ta kiên quyết giữ thể diện, kiên cường chịu đựng. Ông ta ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn Đường Tuấn, lại phát hiện hiện sắc mặt Đường Tuấn bình tĩnh một dáng dấp điềm đạm, thoải mái. Sao có thể, vừa nãy cơn chấn động đó tác động lên người cả hai cơ mà, cậu ta sao có thể như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Trong lòng hư cửu huyền khiếp sợ không thôi. Ông ta hiển nhiên không biết khí lực hiện tại của Đường Tuấn đã sớm có thể so với cao thủ của cảnh giới thần hải, nếu không phải vừa rồi Đường Tuấn nương tay, bây giờ chắc có lẽ đã thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ sử dụng 5 phần lực, hư cửu huyền và người học trò vương khải niên của ông ta đều có kết cục như vậy khí lực thật mạnh mẽ. Trần Thiên Dương nhìn thấy đường Tuấn bình thường như vực thẳm yên tĩnh, như ngọn núi cao chót phót, sừng sững không nhúc nhích, dễ dàng biết được 10 phần khí lực của anh mạnh đến mức nào, ít nhất anh ta tự nhận không thể làm được. Những người khác không kềm được nhìn đường Tuấn vài lần, trong con người bộc lộ sự kiêng rè. chương 638, tôi nghe theo lời của đạo trường Huyền Long Tử. Lúc này, Triệu Tuấn Phong mới đột ngột mở mắt, trong con người tràn đầy ý chiến đấu hừng hực, Đạo trưởng Huyền Long Tử quả nhiên lợi hại, hư cử Huyền chắp tay hướng về phía Huyền Long Tử. Cùng lúc đó, cổ bách Đường Kinh ngạc nghi hoặc nói: Nghe nói đạo trưởng Huyền Long Tử đã lĩnh hội được thủy hỏa ý cảnh, theo lý mà nói hẳn là có thể mở ra thế giới trong cơ thể. Vì sao còn dừng lại ở cảnh giới chân khí? Huyền Long Tử thở dài nói: Tôi còn có khúc mắc chưa thể buông bỏ. Mọi người lúc này mới giật mình. Đường đi của võ đạo, tâm tình là nhân tố quyết định nếu là khúc mắc chưa được loại bỏ mà lỗ mãng phá bỏ cảnh giới, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma thân thể tiêu tan. Tốt lắm, cậu đường đây với hồng lính tôi có chút duyên phận, vừa rồi cũng tiếp ông hư một quyền, tôi nghĩ thế cũng đủ rồi. Huyền Long tử cười ha hả nói. Hư cửu huyền nhìn thấy đường tuấn, hư lạnh một tiếng, nhưng không có dự định ra tay nữa. Ông ta lúc này mới hiểu được bản thân đã xem nhẹ vị tông sư trẻ tuổi này, sức mạnh của đối phương so với ông ta mạnh không kém, lúc này có huyền long tử làm người hòa giải ông ta đương nhiên tìm lối thoát về phần báo thù về sau có khi còn có cơ hội đường tuấn anh cảm thấy thế nào huyền long tử nhìn về phía đường tuấn đường tuấn nhìn lướt qua mọi người nói tôi nghe theo lời của đạo trường huyền long tử tốt huyền long tử nhìn đường tuấn với ánh mắt khen ngợi sau đó nói với mọi người chúng ta nghỉ ngơi một ngày ở đây sáng mai xuất phát về phía dân tộc mèo mọi người gật đầu đồng ý Huyền Long Tử, chờ dân tộc mèo trở về, tôi hy vọng ông có thể cùng tôi chiến một trận. Triệu Tuấn Phong bỗng nhiên nói. Huyền Long Tử ngẩn ra, sau đó gật đầu đồng ý. Tính hiếu chiến của Triệu Tuấn Phong có tiếng trong võ đạo giới. Hơn nữa nếu tình huống thuận lợi, chờ ông ta từ dân tộc mèo trở về, nói không chừng đã thăng chức thần hải rồi. Màn đêm buông xuống, đoàn người cũng không dự tính sẽ tán gẫu thêm, lần lượt cơm nước xong sau đó trở về phòng của mình nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc hành trình đến dân tộc mèo ngày mai. Đến cả huyền Long Tử và Mục Phương, cũng chỉ đơn giản nhắn nhủ với Đường Tuấn hai câu, rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Trong căn phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn, Trần Thiên Dương, Triệu Tuấn Phong cùng đại sư hình ý của Bách Đường đang nói chuyện với nhau. Không ngờ cậu nhóc kia vậy mà lại có chút bản lĩnh này, ngay cả hư cửu huyền cũng không thể làm khó được cậu ta. Hơn nữa quan hệ của cậu ta với cô gái dân tộc mèo kia thoạt nhìn rất không bình thường, tôi sợ rằng hành trình đến dân tộc mèo lần này của chúng ta sẽ có chút phiền toái. Tông sư hình ý cố bách đường trầm giọng nói. chương 639, chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó. Đúng vậy, cậu nhóc nhà họ đường tuổi còn trẻ mà đã trở thành tông sư, e là đã ngước mặt lên trời mà đi, lại không biết rằng những bậc tông sư lâu đời như chúng ta đây ăn muối còn nhiều hơn cậu ta ăn cơm nữa, tùy ý xuất ra một hai chiêu, cũng không thể so sánh ngang hàng được. Trần Thiên Dương gật đầu nói, ông ta vẫn luôn nhìn về phía Triệu Tuấn Phong trầm mặc không nói gì, lên tiếng, hơn nữa, cho dù đường Tuấn thật sự lợi hại hơn hư cửu huyền thì có hề gì. Chúng ta không phải còn em Triệu sao? Sức mạnh của cậu ta cho dù có mạnh, chẳng lẽ có thể chống đỡ được một đao của em Triệu sao? Giết cậu ta, một nhát kiếm là đủ rồi. Triệu Tuấn Phong đầy sát khí nghiêm nghị nói. Ha ha ha, có những lời này của em Triệu, chúng ta yên tâm rồi. Trần Thiên Dương cười lớn. Vậy được, trước hết phải làm cho hư cửu huyền và đường tuấn cắn xé nhau, hãm chân nhau. Chúng ta chỉ việc ngồi đấy ngựa ông đắc lợi, ánh mắt cổ bách đường sắc bén, nói chờ lúc đến dân tộc mèo, sau khi bắt giữ cha con nhà họ đằng, tìm cơ hội hỏi về kho tàng bí mật của dân tộc mèo, đến lúc đó chúng ta có thể mượn cơ hội đột phá cảnh giới võ đạo, đạt đến thần hải. Ánh mắt Trần Thiên Dương rực lửa, ông ta là người lớn tuổi nhất trong ba người, bất luận là thân thể hay là tinh thần đều đã qua thời đỉnh cao, khí huyết bắt đầu yếu dần, nếu trong võ đạo không thể tiếp tục đột phá, nhiều lắm cũng chỉ chống đỡ thêm 20-30 năm nữa, rồi sẽ hóa thành một nắm đất vàng, tiêu tàn trong thế giới. Dân tộc mèo mấy năm nay làm Âu làm càng, phải nhận ứng báo. Cho dù chúng ta lấy hết kho tàng bí mật của họ, cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Chẳng qua không biết lão đạo huyền long tử này đang suy nghĩ gì, nếu như ông ta ra tay ngăn cản, e là. Trần Thiên Dương có chút do dự. Hành trình đến dân tộc mèo lần này có thể nói đây là cơ hội cuối cùng trong kiếp này để ông ta đánh sâu vào cảnh giới võ đạo tối cao, không được bỏ lỡ. Vốn cho rằng chỉ có chân nhân trẻ tuổi Mục Phương, không ngờ ngay cả Huyền Long Tử cũng kéo đến đây, nhất thời làm cho ông ta có cảm giác hỏng kế hoạch. Cổ Bách Đường trầm ngâm một lát, nói: Huyền Long Tử tuy rằng lĩnh hội được thủy hỏa ý cảnh, nhưng Trung Quy không phải cao thủ của cảnh giới thần hải. Nếu ông ta quả thật muốn ngăn trở tôi, cùng lắm thì ba người chúng ta liên thủ lúc đó ngay cả đệ nhất tông sư phạm nam thiên cũng có thể địch nổi sợ gì ông đạo trưởng điên điên khùng khùng kia chỉ có thể như vậy trần thiên dương thở dài triệu tuấn phong khẽ gật đầu mà lúc này trong phòng của đường tuấn đường tuấn chậm rãi thu hồi tinh thần lực thần sắc lãnh đạm vừa rồi anh tùy ý dùng tinh thần lực dò xét chung quanh một chút không ngờ lại nghe được những chuyện xa ngã này từ miệng ba người cố bách đường bọn họ với sức mạnh của tinh thần lực hiện tại còn mạnh hơn Huyền Long tử không ít, ba người bọn họ hiển nhiên không thể phát hiện được sự thăm dò của anh. Trong kho tàng bí mật của dân tộc mèo quả nhiên có người giúp đột phá bảo vật của thần hải, hay là bọn họ cũng đến vì thuốc cổ ngàn năm? Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Anh rất muốn tìm đến bà độc để hỏi sự tình, nhưng anh biết bà độc cũng không biết nhiều về kho tàng bí mật của dân tộc mèo, hỏi cũng như không, đành phải áp chế chuyện này trong đầu. Chương 640, vậy kết quả như thế nào? xuống xe lửa, bọn họ lại thuê ba chiếc xe ben địa hình, trong đường núi lăn lộn hơn một ngày, mới đến được nơi ở của dân tộc mèo bên ngoài ngọn núi lớn. Nơi đây nằm giữa những ngọn núi chập trùng ở phía tây nam Việt Nam, trong phạm vi hơn 10 dặm không có người ở, quả thực là một nơi rừng thiêng nước độc. Sâu trong rừng già, thường sẽ có khí kịch độc bao phủ, bình thường ngay cả một nông dân hái thuốc giàu kinh nghiệm cũng không dám tiến vào. Mà những con thú giữ có thể sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt này, một là vô cùng hung hãn, hay là có kịch độc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho chất độc của dân tộc mèo trở nên phổ biến. Đám người Trần Thiên Dương có chút kiêng rè nhìn loại khí độc như bảy sắc cầu vồng nơi rừng sâu, cho dù bọn họ đã đạt tới cảnh giới chân khí hậu kỳ, hơi thở vượt xa người bình thường, trong cơ thể có thể tự động loại bỏ một ít độc khí, nhưng khi đối mặt với sức mạnh thiên nhiên này, chỉ cần không cẩn thận một chút, kết cục chính là bỏ mạng. Quyền Long tử lấy ra mấy viên đan dược, phân đều cho mọi người. Đây là đan được giải độc mà hồng lĩnh tôi có được từ dược y cốc mấy năm trước, các vị ngậm trong miệng, có thể tránh được chướng khí xâm nhập vào cơ thể. Trần Thiên Dương nhìn viên trong lòng bàn tay có kích thước như một quả nhãn, chân nhãn tỏa sáng, tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ của đan dược, khen không hổ là dược y cốc được lưu truyền ngàn năm, vậy mà lại có loại đan dược thần kỳ này. Đường Tuấn cũng nhìn viên đan dược trong tay, có chút kinh ngạc, không thể ngờ dược y cốc còn thông thạo cả thuật luyện thuốc nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui thì cũng không lấy làm lạ, luyện thuốc cũng là một trong những nhánh rẽ của y học cổ truyền, dược y cốc truyền thường ngàn năm, nếu không biết thuật luyện thuốc, lại thành trò cười cho người trong nghề. Thời xưa, còn có kỹ thuật trúc từ dựa vào việc vẽ bùa chú để khám bệnh, cũng là một nhánh rẽ của y học cổ truyền. Nghe nói, chỉ cần dán lá bùa lên cơ thể người bệnh, có thể ngăn cản hàng trăm loại bệnh xâm nhập, dán bùa là khỏi bệnh. Đường Tuấn trước kia cảm thấy loại chuyện này là hư cấu, hiện tại anh đã nhập thần vào y đạo, hiểu rõ hơn thầy, có cái nhìn sâu sắc hơn về y học cổ truyền, biết rằng loại thuật trúc từ này thật sự tồn tại. Cái gọi là bùa, chính là dùng nguyên khí để cô động dưới nhiều hình thức khác nhau, sau đó cải thiện sức khỏe con người từng chút một, đạt đến hiệu quả trừ bệnh chấn tà. Kể ra, tôi nhớ hai năm trước em Triệu Hình như đã từng đến dược y cốc, so tài võ đạo với vài người cung phụng trong cốc. Cổ bách đường tùy ý nói. Ừm, um, Triệu Tuấn Phong dọc đường đi trầm mặc như người gỗ, lúc này lại lên tiếng hiếm thấy, đại cung phụng của dược y cốc trung khê san đã nhập thần hải, lúc ấy người tôi khiêu chiến chính là cung phụng thứ hai từ Phong. Vậy kết quả như thế nào? Cổ Bách Đường Hiếu Kỳ nói. Trận chiến ấy chắc chắn rất kinh thiên động địa, đáng tiếc Triệu Tuấn Phong trầm mặc ít nói, dược y cốc cũng không hòa nhập xã hội, cho nên nên đến bây giờ cũng chưa ai biết kết quả của trận chiến ấy thế nào. Triệu Tuấn Phong lắc lắc đầu, Thở dài nói tôi thua. Bất chợt, con người ông ta hiện ra ý chí chiến đấu ngập trời, nhưng nếu có tái chiến lần nữa, chưa chắc là tôi thua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 641, người trẻ tuổi nói chuyện phải biết suy nghĩ. Cao thủ của cảnh giới chân khí hậu kỳ, chỉ kém cảnh giới thần hải một bước, được tôn là đại tông sư. Anh Đường, cái tên này nghe quen tai quá. À, tôi nhớ ra rồi là người lúc trước bị anh đánh trẻ đó, hình như tên là Từ Phong. Hoa Tiểu Nam khẽ cau mày, bỗng nhiên nói với vẻ kinh ngạc. Vì câu nói của Hoa Tiểu Nam mà bầu không khí lúc này chợt trên nên yên tĩnh hơn. Cậu đánh chết Từ Phong, Triệu Tuấn Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Đường Tuấn liếc mắt nhìn Hoa Tiểu Nam một cái, sau đó biết là bản thân nói sai rồi, vội vàng bụng cái miệng nhỏ nhắn lại. Đường Tuấn thản nhiên nói, phải. Sợ vào cậu, Triệu Tuấn Phong nhìn Đường Tuấn một hồi, chợt lắc lắc đầu, đương nhiên không tin. Theo ông ta nhận thấy, đến ông ta mà Đường Tuấn còn đánh không lại, sao có thể giết được Từ Phong? Hư cử Huyền đứng bên cạnh, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để chế giễu Đường Tuấn, mỉa mai nói, vừa rồi người mà bọn họ nói chính là cung phụng thứ hai của dược y cốc, không phải con chó con mèo ven đường đâu. Muốn giết được một đại tông sư như Từ Phong, đến đệ nhất tông sư Phạm Nam Thiên cũng không làm được chỉ có cao thủ cảnh giới thần hải mới có thể. Với chút sức mạnh của cậu mà dám nói là mình giết Từ Phong. Nếu thật sự là như vậy, tôi đây còn vượt cảnh giới giết thần hải. Những người khác nghe vậy, cũng với dáng vẻ rõ ràng là không tin. So về độ mạnh chân khí của Đường Tuấn dường như khác biệt với bọn họ, thậm chí còn yếu hơn Triệu Tuấn Phong, Trần Thiên Dương, Huyền Long Tử một chút, bọn họ thật sự nhìn không ra một Đường Tuấn với sức mạnh như vậy, dựa vào đâu mà giết một vị đại tông sư như Từ Phong? Người trẻ tuổi, nói chuyện phải biết suy nghĩ, vì phô trương và thể diện, nói những lời viễn vông như vậy, sẽ chỉ làm người khác đến dụng răng. Trần Thiên Dương phụng phịu giáo huấn. Khổ khổ, người trẻ tuổi luôn thích chém gió, lúc chúng ta trẻ tuổi cũng đâu có như vậy. Mọi người cũng đừng cũng đừng anh đường nữa, tranh thủ lên đường đi, nếu không trời tối mất. Cổ bách đường cười nói, không coi trọng lời nói của đường Tuấn. Nói xong, cổ bách đường, Trần Thiên Dương cùng Triệu Tuấn Phong dẫn đầu đi về phía núi rừng. Hư Cửu Huyền cười lạnh một tiếng, cũng đi theo. Đường Tuấn, có những lời không thể nói bừa, đám người bọn họ cũng chẳng hiền lành gì. Huyền Long tử vỗ bả vai Đường Tuấn, cùng Mục Phương đi về phía núi rừng. Anh Đường, chúng ta rõ ràng đang nói sự thật, sao bọn họ lại không tin chứ? Hoa Tiểu Nam bĩu môi, vẻ mặt buồn bực nói. Đường Tuấn cười nói, đừng quan tâm đến họ, chúng ta cũng đi thôi, Đúng rồi, viên đan dược này em cầm lấy đi, để an toàn hơn. Anh từ nhỏ đã được ông nội cho ngâm người vào các loại thuốc, độc khí bình thường không thể tác động được đến anh. chương 642, bây giờ không phải là lúc truy cứu ai đúng ai sai. Vậy đi thôi, đường Tuấn sóng vai đi cùng hai người, phóng thích tinh thần lực, thăm dò tình hình trong phạm vi trăm mét. Với độ mạnh của tinh thần lực hiện tại, bao trùm phạm vi trăm mét đã là giới hạn cao nhất. Mỗi người một tâm tư, cứ như vậy tiến vào nơi rừng thiêng nước độc. Họ đều là tông sư cảnh giới chân khí, tốc độ cực nhanh, đường tuấn sợ hoa tiểu nam không theo kịp đoàn, dứt khoát cóng cô ấy trên lưng và tiếp tục tiến vào trong núi rừng. Không ngờ chân khí cơ thể cậu nhóc kia lại cường tráng như vậy, cóng trên lưng một cô gái 450 kg, vẫn không bị tụt lại phía sau. Ba người cổ bách đường dẫn đầu đoàn, quay đầu lại đường tuấn cóng hoa tiểu nam, tốc độ không hề chậm hơn bọn họ, không khỏi có chút kinh ngạc là có chút mách khóe thôi, tuy rằng chúng ta không di chuyển với tốc độ cao nhất, nhưng nếu đối với những người khác, e rằng đã sớm thở hồng hộc, chân khí gần như kiệt quệ. Ánh mắt Trần Thiên Dương híp lại. Vốn dĩ họ muốn đi với tốc độ nhanh hơn để cho Đường Tuấn chủ động đề nghị giảm tốc độ lại, đến lúc đó có thể cười nhạo anh một phen, không ngờ khi bọn họ tăng tốc nhanh hơn, Đường Tuấn cũng bám sát theo rồi. Hừ, ánh mắt hư cửu huyền lạnh lẽo, sức mạnh mà Đường Tuấn thể hiện ra ngày càng lớn cơ hội ông ta tìm được nơi đó càng xa vời. Tốt nhất làm cho cậu ta chết tại nơi hoang vu này, tôi đỡ phải ra tay. Bọn họ tất nhiên không biết khí lực của đường Tuấn hiện giờ đã có thể so với cường giả của cảnh giới thần hải, cho dù dùng chân khí trong sự bất động, năng lực của cơ thể cũng đạt đến mức không thể tưởng tượng được. Lúc này một vầng trăng lạnh đã xuất hiện trên trời cao, độ ấm lại giảm đi nhiều, nhưng mấy người bọn họ hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi. Nếu quan sát kỹ hơn, có thể nhìn thấy trong ánh trăng chiếu dọi xuống, sương mù dần dần dày đặc trong không khí, phát tán màu sắc ảo giác. Đó là trướng khí, có kịch độc. Đan dược khử độc có tác dụng trong thời gian nhất định, nếu không ra khỏi khu rừng này trước khi hết hiệu lực, vậy thì bọn họ rất có khả năng đối mặt với nguy hiểm phải bỏ mạng bất cứ lúc nào. Cẩn thận, lúc này, huyền long tử ở phía sau bỗng nhiên quát to. Xoẹt, vừa dứt lời, một mũi tên bắn, Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn lại, thấy được gương mặt quen thuộc của bà độc kia, ông ta nghẹn ngào nói, bà độc, là bà. Không sai, là bà già này đây. Giọng nói của bà độc lạnh nhạt nhưng vẫn có thể nghe ra sự oán độc trong đó, không nghĩ tới bà già này sẽ quay về nhỉ. Tuy là trên mặt của đằng ma có hoa văn quỷ quái nhưng vẫn có thể nhận ra được ông ta vô cùng kinh ngạc. Nhưng bỗng dưng, con người của ông ta trở nên lạnh lùng, lạnh giọng nói, bà độc, bà vậy mà lại dám cấu kết với người ngoài, dây máu ăn phần dân tộc mèo. Bà là đồ phản bội đồng bào. Sắc mặt bà độc âm trầm, cha con nhà họ đang tàn hại con gái dân tộc mèo, bọn họ mới là kẻ phản bội. Này, bây giờ cũng không phải là lúc để mấy người ôn lại chuyện cũ đâu. Hư cử huyền khinh miệt nhìn thoáng qua bà độc, không kiên nhẫn nói. Tuy là nội công của bà độc rất mạnh, ở bên ngoài cũng được xem là một cao thủ nhưng lần này có tới 7 vị tông sư, chút tu vi này của bà ta căn bản không là gì. Nếu không phải sau này còn cần đến bà Độc và Hoa Tiểu Nam thì với tính cách nóng như lửa của Hư Cửu Huyền đã sớm đá bay bà ta rồi. Bàn tay đang túm lấy đằng ma của Hư Cửu Huyền hơi dùng thêm lực, đằng ma đau đến mức hét toáng lên. Chương 643 Tôi không có kiên nhẫn. Siết bà ta, Hư Cửu Huyền híp mắt nhìn bà Độc, nhíu mày, có vẻ như đang suy nghĩ về lời đề nghị này. Hư Cửu Huyền, ông dám? Đường Tuấn đứng trước mặt bà Độc, bảo vệ bà ấy ánh mắt của cố bách đường cũng dao động qua lại trên người bà độc, rõ ràng là cũng có chút dục dịch. Thứ có tác dụng thực sự với bọn họ là hoa tiểu nam, bà độc này cũng chỉ là dâu rìa. Nếu giết bà ta mà thu hoạch được ít tin tức nội bộ của đường Tuấn, vậy thì chuyến đi này của bọn họ càng an toàn hơn chút. Hơn nữa, nếu có thể mượn cơ hội giết đường Tuấn, như vậy đợi đến sau khi tìm được bảo tàng bí mật thì sẽ ít đi một người tới giành chia báu vật với bọn họ. Trong phút chốc, sát khi giữa sân bừng bừng, Hoa tiểu nam bị đánh thức, cảm giác không khí đang đình trệ, bò xuống khỏi lưng đường Tuấn, đứng chung một chỗ với bà độc. Đạo sĩ Huyền Long Tử, ông thấy thế nào? Bỗng nhiên Trần Thiên Dương lên tiếng nói. Huyền Long Tử nhìn nhìn đường Tuấn, than nhẹ một tiếng, thực lực của đường Tuấn như thế nào, chúng ta còn chưa rõ ràng lắm. Nếu bây giờ đã lục đục nội bộ thì chỉ làm giảm sát suất thắng xuống. Thêm nữa, các vị đều là tông sư, chẳng lẽ còn bị một câu của người khác sai bảo sao? Trần Thiên Dương liếc nhìn cố bách đường, một lát sau trên mặt mới hiện lên ý cười, nói: Đạo sĩ Huyền Long Tử nói đúng, người anh em đường, vừa rồi chúng tôi chỉ nói dẫn thôi, cậu đừng để trong bụng. Hư cửu Huyền Thầm nói một tiếng đáng tiếc, nếu mới rồi mà ra tay, chắc chắn Đường Tuấn thừa chết thiếu sống, ông ta sẽ bớt đi một tai họa lớn trong lòng. Đường Tuấn thấy thế, sợi dây căng chặt trong lòng cũng không có thả lòng. Đám người Huyền Long Tử, Trần Thiên Dương triệu tuấn phong tiến vào dân tộc mèo hiển nhiên là có mưu đồ gì đó cho dù bây giờ bọn họ không có ra tay nhưng tai họa ngầm vẫn cận kề ra tay chỉ là chuyện sớm hay muộn hơn nữa nhìn kiểu này huyền long tử cũng không có ý định giúp đỡ thì phải nếu thực sự phải là tay người bị hại chắc chắn sẽ là anh nếu chỉ có một mình anh tự anh bảo vệ mình thì không có vấn đề gì nhưng bên người lại có thêm vướng bận là hoa tiểu nam và bà độc trong phút chốc làm anh tiến thoái lưỡng nan. Nói đi, tôi không có kiên nhẫn, sức lực trên tay hư cửu huyền lại tăng thêm lần nữa, trên mặt đằng ma xuất hiện mồ hôi to như hạt đậu nành, có vẻ rất đau đớn. Tôi nói, tôi nói, đằng ma vội vàng hô lên. Lực chú ý của mấy người đều dồn hết lên người đằng ma, lại không có ai chú ý đến đôi tay đang buông xuống của đằng ma đang từ từ bấm dấu tay, dùng máu tươi của ông ta viết lên đất cho dù là mấy người có chú ý tới chỉ sợ là cũng không để trong lòng. Đúng lúc tầm mắt của bà Độc Đảo qua, nhìn thấy cảnh đó, mày hơi hơi nhíu lại, nắm chặt tay Hoa Tiểu Nam. Hư, hư Cửu Huyền hơi buông lỏng ra một chút. Cuối cùng là Đằng Vũ Vân và Đằng Thiên muốn làm gì? Vì sao lại ra tay với người luyện võ của các môn phái? Huyền Long tử hỏi, còn nữa, bây giờ bọn họ đang ở đâu? Chương 644 sao lại có nhiều trùng độc thế này? huyết trì, huyết cổ, đó là thứ gì? Huyền Long tử hỏi. Đăng Ma nói tiếp, huyết trì là nơi bảo điện nuôi cổ bí truyền ngàn năm của đường tuấn chúng tôi, có thể nuôi được cổ trùng mạnh nhất, làm thành huyết cổ. Nơi đó vốn không phải là bảo điện nuôi cổ gì cả, mà là âm địa. Một khi huyết trì được mở ra thì cần phải có máu của trăm người luyện võ bỏ vào đó, cứ thế dùng máu của đàn ông mà nuôi ra cổ trí âm. Mà người nuôi cổ có thể mượn năng lượng khổng lồ của huyết trí tấn chức lên thần hải giọng nói của bà độc cũng run rẩy theo, hiển nhiên là vô cùng kiêng kỵ huyết trì và huyết cổ. Thế mà lại có cách thức âm độc như vậy, khó trách cha con nhà họ đằng liên tục giết nhiều người luyện võ như thế. Thì ra là muốn đổ máu thêm vào thứ gọi là huyết trì. Đúng là quá độc ác, Mục Phương nắm chặt nắm tay, giọng nói đầy căm hận. Không thể tưởng được mụ già này lại biết được nhiều như thế. Đằng ma ngẩng đầu, cười lạnh nói. Hư cửu huyền đột nhiên hỏi một câu, huyết trì kia thực sự có thể khiến người ta tấn chức lên thần hải. Đằng ma khẳng định chắc nịch, đó là tất nhiên, lúc trước huyết trì chỉ, chỉ cần mở ra chắc chắn có cao thủ thần hải ra đời. Đây là bí thuật đời đời tương truyền của dân tộc mèo, có thể nào là giả. Giọng nói vừa kết thúc, đáy mắt hai người hư cửu huyền, Trần Thiên Dương đều xuất hiện vẻ vui mừng. Huyết trì đã đổ đầy máu chưa? Hư cửu huyền hỏi. Đằng ma lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm dữ tợt, nói, huyết chỉ đổ đầy chưa tôi đây không biết, nhưng tôi biết, các người sẽ chết ngay tại đây ngay lúc này. Hí hí, tiếng nói vừa im bặt, cơ thể đằng ma không ngừng run rẩy giống như có thứ gì muốn xé xác xông ra. Muốn chết, trên tay hư cửu huyền đột nhiên dùng sức, chặt đứt cổ đằng ma. Nhưng đã chậm, bùm, cơ thể đằng ma bỗng dưng biến thành một quả cầu cực lớn, lập tức nổ tung ra, mây mù máu tỏa khắp núi rừng. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một màn này có vẻ cực kỳ khủng bố, giờ khắc này núi rừng giống như biến thành vực máu. Trong vừng bỗng dương vang lên một loạt tiếng sàn sạt, theo sau đó là vô số côn trùng, rắn rết bọ cạp, rắn độc đủ màu sạc sỡ đồng loạt sông ra. Đôi mắt màu xanh biếc nhung nhúc nhìn chằm chằm mấy người, giống như đang nhìn con mồi vậy. Không chỉ có thế, từ phía xa xa chỗ mấy người đang đứng, một đoàn lớn ong độc và mũi độc. Cũng cùng nhau bay tới chỗ này. Máu của đằng ma giống như thức ăn hấp dẫn, thu hút tất cả những độc trùng đó tới đây. Trương khí trong không khí quanh đây dường như cũng nồng đậm hơn một chút, giống như một bức màn đầy màu sắc bao trùm lên sân khấu, tạo thành một mảnh mờ ảo. Sao lại thế này? Sao lại có nhiều trùng độc thế này? Hư cửu huyền thất sắc. chương 645 đoạn kiếm tàng đông. Thuật dẫn máu. Hư cửu huyền cả kinh, phun máu tươi dính trên tay đi. Mới rồi toàn thân đằng ma nổ tung, ông ta là người hứng chịu nhiều nhất, cho dù thực lực của ông ta có mạnh mẽ thì bây giờ khí huyết cũng đã hơi chấn độn rồi lúc nghe được bà độc nói như thế trong lòng không hỏi giận dữ mắng mụ già kia có phải bà đã biết từ sớm ông ta muốn dùng chiêu này không tại sao không nói sớm cuối cùng là bà có dắp tâm gì ánh mắt bà độc âm trầm nhưng lại không giải thích gì nhiều cùng xuất thân từ đường tuấn bà vừa nhìn đằng ma bấm móng tay đã biết ông ta muốn làm gì chỉ là trong lòng bà ta có tính toán khác cho nên bà ta cố ý không nói ra bây giờ không phải là lúc truy cứu ai đúng ai sai các loại trùng độc từ trên không dưới đất dường như đang từ từ bao vây bọn họ thành một vòng tròn ngay cả huyền long tử cũng cảm thấy tim đập nhanh không thôi dù sao ông ta cũng chưa tu đến cảnh giới thần hải nếu không búng tay một cái cũng có thể diệt sạch những đám trùng độc xung quanh mình mau chóng rời khỏi nơi này nếu không chúng ta sẽ trở thành thức ăn nuôi dưỡng đám trùng độc này Trần Thiên Dương nghiêm nghị nói, si, sì, si, sì, si, sì. giọng nói bị nhấn chìm, vô số rắn độc không thể đếm xuể được số lượng là bao nhiêu, dường như chúng đã bàn bạc xong từ trước, đồng loạt nhảy bắn ra từ mọi ngóc ngách trong rừng, răng nọc sắc bén tỏa ánh sáng âm u, cho dù là tông sư mà bị cắn một cái, sợ là cũng không dễ chịu gì. Hừ, triệu tuấn phong nhíu đôi mắt lại, ánh sáng lạnh phát ra, vung tay lên, một ánh sáng thất luyện bàn phóng ta từ trong tay áo ông ta, Ánh sáng thất luyện bàn đó là do Triệu Tuấn Phong dùng chân khí ngưng tụ thành kiếm khí, vô cùng sắc bén, vừa xẹt qua, những con rắn độc đó tức khắc bị chém thành hai đoạn, rơi xuống đất. Máu rắn bắn ra, mùi máu tươi trong không khí lại tăng lên thêm vài phần nữa. Những rắn độc, trùng độc đó không hề có ý sợ hãi mà lùi về phía sau, ngược lại lại càng áp sát mọi người hơn thêm chút nữa. Lúc này Đường Tuấn mới thấy rõ thứ Triệu Tuấn Phong cầm trong tay đó là một thanh kiếm ngắn chừng 50cm, dài hơn chủy thủ chút, lại ngắn hơn so với kiếm thông thường. Mũi kiếm sắc bén, tản ra ánh sáng tối tăm và khí lạnh. Đoạn kiếm tàng đông, dọc đường đi tới bản dân tộc mèo, đường Tuấn cũng không lãng phí thời gian, anh biết được rất nhiều chuyện từ trong miệng của Mục Phương. Triệu Tuấn Phong dựa vào thanh kiếm trong tay mà được người đời công nhận là top 5 tông sư hàng đầu, đoạn kiếm tàng đông này đúng là vũ khí của ông ta. Nghe nói lúc Triệu Tuấn Phong còn trẻ tuổi đi ra ngoài thám hiểm đoạt được, không ai biết lai like lịch cụ thể thế nào. Nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự sợ hãi của mọi người đối với nó. Phải biết là Triệu Tuấn Phong dựa vào thanh đoản kiếm tàng đông này mà đáng bại không dưới 10 vị tông sư trong võ đạo. Đi, Triệu Tuấn Phong lại chém ra hai kiếm nữa, kiếm khí vô cùng sắc bén mạnh mẽ, mở ra một lối đi trong đám trùng độc rậm rạp. Ông ta khẽ quát một tiếng, dẫn đầu xông ra ngoài những người khác lập tức đuổi theo. Audio điện tử võ tấn bền chương 646 Đường Tuấn, cậu quá xúc động. Đôi tay ông ta vung lên, hai luồng chân khí hoàn toàn đối lập giống như cuồng phong quét qua, một lạnh một nóng, một số lượng lớn ong mũi độc trong không trung lột bột rơi xuống đất hết. Hoặc là bị đông thành băng nhỏ, không thì bị đốt cháy thành làn khói nhẹ. Thủy hỏa ý cảnh, thực lực của huyền long tử chỉ sợ là còn mạnh mẽ hơn cả tử phong đây cũng là lần đầu tiên Đường Tuấn nhìn thấy Huyền Long Tử thi triển ra Thủy hỏa ý cảnh, có thể nói là khủng bố. vô số trùng độc bị giết chết, phát ra âm thanh nước nở chói tai. bảy vị tông sư liên thủ giống như một cuộc hành quân bằng xe tăng thiết giáp, cứng rắn mở ra một con đường sống trong biển trùng độc này. nửa tiếng sau mọi người mới chạy thoát ra khỏi vòng vây của đám trùng độc, nhìn thấy những trùng độc đó không đuổi theo nữa. lúc này bọn họ mới dừng chân lại ở một mảnh đất trống trải trong rừng tháo chạy trong tuyệt vọng suốt nửa tiếng đồng hồ, cho dù là cao thủ tông sư đều cảm thấy tinh thần mệt mỏi dị thương. Mụ già với con bé kia đâu rồi? Hư cửu huyền quay đầu nhìn về phía sau, không thấy trùng độc đuổi theo nữa mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ông ta thấy phía sau đường tuấn trống không, không có ai theo sau thì tức khắc lạnh mặt, gần giọng nói. Mọi người vội vàng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện bà độc và hoa tiểu nam không thấy đâu cả. Mới rồi bọn họ chỉ lo chạy bán sống bán chết, căn bản không phát hiện ra điều khác thường. Đường Tuấn, sao lại thế này? Huyền Long Tử hơi hơi nhíu mày, hỏi. Thế mà còn phải hỏi à, chắc chắn là Đường Tuấn cố tình thả cho hai người kia chạy mất. Bọn họ là người dân tộc mèo, những trùng độc đó có thể làm chúng ta bị thương nhưng không thể làm bị thương bọn họ được. Nếu không phải có người thả lòng, hai người bọn họ sao có thể đào tẩu dưới mí mắt chúng ta được chứ? Hư cửu huyền lạnh lùng nói. Đúng không, Đường Tuấn? Sắc mặt huyền long tử cũng có chút khó coi Triệu Tuấn phong nắm chặt thanh kiếm tàng đông trong tay Mặt lộ sát ý Đường Tuấn vật gật đầu Nói không sai Là tôi để cho bọn họ rời đi Huyết chìm mở lại Đó là chuyện lớn với dân tộc mèo Bọn họ muốn đi liên lạc với mấy dòng học khác của đường Tuấn Liên hợp lại đối phó với cha con đằng Vũ Vân Nếu không một khi đằng Vũ Vân thành công Dân tộc mèo sẽ không có một ngày bình yên được nữa Hừ thằng nhãi danh miệng lưỡi sắc bén, đây chỉ là lời nói một bên của cậu, ai biết cậu có thông đồng làm bậy với hai người kia không, lừa gạt chúng ta chờ đợi. Giọng điệu của hư cửu huyền không tốt chút nào. Đường Tuấn, cậu quá xúc động, chuyện như thế này thì hẳn là nên bàn bạc với chúng ta một chút. Dù sao bọn họ cũng là người dân tộc mèo, chẳng may họ tiết lộ hành tung của chúng ta ra bên ngoài, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Huyền Long tử trách móc nói. Tôi thấy thằng nhóc này có dị tâm, chúng ta dứt khoát liên thủ này thì cậu ta ở đây luôn đi, tránh cho lại xảy ra chuyện gì nữa. Hư cửu huyền liếm liếm môi, âm trầm lên tiếng. chương 647, sao có thể thế được? Sắc mặt của hư cửu huyền cũng trở nên khó coi y chang. Trước mặt mọi người, suy nghĩ trong lòng của mấy người đó bị đường tuấn vạch trần, trên mặt ngay lập tức có chút không biết giấu mặt đi đâu. Thế thì đã sao, chúng ta diệt trừ cha con nhà họ đằng cho đường tuấn, thu chút thù lao cũng là chuyện đương nhiên thôi. Hư cửu huyền nghiêm nghị nói, ngược lại là cậu, tôi vô cùng nghi ngờ cậu đã cấu kết với dân tộc mèo, nói không chừng đã tính sẵn kế bẫy chúng tôi, đánh bại từng người chúng tôi, sau đó độc chiếm kho báu của dân tộc mèo. Hư cửu huyền, ông thật sự cho rằng tôi không dám giết ông hả? Một tiếng quát lớn đột nhiên phát ra từ giữa răng môi đường Tuấn. Không hay rồi, triệu Tuấn phong hô lên. Cẩn thận, huyền long tử cũng cùng lúc hét lên giọng nói của đường Tuấn chưa dứt người đã hóa thành tàn ảnh, đánh về phía hư cửu huyền. Tới hay lắm, hư cửu huyền cười giữ tợn một tiếng, duỗi tay ra muốn đánh ngược lại đường Tuấn. Ông tay áo của ông ta chấn động không thôi, vang lên âm thanh sắc nhọn, giống như sắt thép cọ sát vào nhau. Triền ti kình, hư cửu huyền giơ tay lên, chân khí như hóa thành đám mây quấn quanh nắm tay ông ta, lao thẳng về phía bả vai đường Tuấn. Trên mặt hư cửu huyền lộ ra vẻ đắc ý, ông ta năm lần bảy lượt mở miệng khiêu khích đường tuấn đó là vì muốn chọc giận đường tuấn buộc anh phải ra tay ông ta sẽ có một lý do đến lúc đó ông ta có giết đường tuấn người khác cũng không thể nói gì được hết chân khí mềm mại giống như đám mây nhưng lại là chân khí mạnh mẽ nhất cho dù là một chiếc xe tải ở trước mặt hư cử huyền đều chắc chắn có thể chém nó thành hai nửa trong mắt ông ta đường tuấn chỉ là một người đã chết đường tuấn nhìn cũng không thèm nhìn cứ để mặc triền ti kính chém về phía bả vai anh. Thằng nhãi danh không biết trời cao đất dày, hư cửu huyền thấy thế, không khỏi giận dữ. Bang! Tiếng âm thanh va chạm vang lên thật lớn, bụi mù tung bay mịt mù. Đường Tuấn sẽ không chết chứ, Mục Phương lẩm bẩm nói, trong lòng có hơi tự trách. Hư, Triệu Tuấn phong thu thanh tàng đông lại, đó là triền ti kính của hư cửu huyền, ông ta cũng không dám cứng rắn đối kháng, thằng nhóc đường tuấn này thế mà lại ngoan cố như thế, đúng là tìm đường chết mà. Đợi cho bụi mù tan đi, lúc mọi người thấy rõ tình hình bên trong thì bị khiếp sợ đến mức không nói thành lời. Chỉ thấy đường tuấn bóp cổ hư cửu huyền y như bóp cổ con gà trọi vậy, dơ lên trên cao, vốn không còn sức để mà dẫy dụa nữa. Mà bả vai đường tuấn, quần áo chỉ rách một lỗ hồng nhỏ, cũng không hề có bất kỳ vết thương nào khác nữa, lại càng không có máu tươi chảy ra. Sao có thể thế được? Trong mắt Mục Phương đầy vẻ khiếp sợ và không thể nào tin nổi. Chương 648, vậy cậu muốn thế nào? Ông ta muốn thoát khỏi khống chế của Đường Tuấn, nhưng đôi tay kia của Đường Tuấn cứ giống như gông sắt vậy, không để cho ông ta thoát ra được. Ông ta muốn bùng nổ chân khí, liều chết một lần, nhưng chân khí trong cơ thể vừa mới chuyển động đã bị Đường Tuấn tách ra tiêu tán hết. Sống không bằng chết. Trước kia hư Cửu Huyền đã từng tra tấn không biết bao nhiêu đối thủ nhưng chính lúc này ông ta mới cảm nhận được tất cả ý nghĩa bao hàm trong từ này. Nằm trong tay đường Tuấn, đến cả tự sát ông ta cũng không thể làm được. Giờ khắc này, hư cửu huyền cũng sợ hãi. Ông ta không thể tưởng tượng được, đường Tuấn vậy mà lại mạnh mẽ đến thế. Thực lực anh bày ra xa quá xa so với tưởng tượng của ông ta. Đường Tuấn, cuối cùng cậu muốn làm gì? Còn không mau buông hư cửu huyền ra, trong không khí an tĩnh quỷ dị, đám người trần thiên dương cuối cùng cũng phản ứng lại quát thành tiếng lúc nói chuyện giọng nói của ông ta vậy mà lại có hơi run rẩy thằng nhóc này còn là người không thế chiều ti kính của hư cửu huyền luyện tới mức kim cương cũng có thể chặt đứt ấy vậy mà lạ không để lại tí tí dấu vết nào trên người cậu ta nếu đổi lại là tôi chỉ sợ trần thiên dương không dám nghĩ tiếp thêm nữa thực lực của ông ta cũng sàn sàn như hư cửu huyền nếu đường tuấn thực sự ra tay với ông ta kết cục của ông ta cũng không tốt hơn hư cửu huyền bao nhiêu đâu. Người này quá khủng bổ, cậu ta còn chưa tới 30 tuổi, cuối cùng là cậu ta kiểu gì vậy? Cô Bách Đường lộ ra ánh mắt kiêng kỵ, cũng sợ hãi không thôi, sợ là trong mấy người chúng ta chỉ có Triệu Tuấn Phong và Huyền Long Tử là có thể giao đấu cùng với cậu ta thôi. Ông ta lạnh lẽ nhìn về phía Triệu Tuấn Phong đang đứng, ý chiến đấu trong mắt người sau hừng hực, thực lực của Đường Tuấn khiến cho ông ta có xúc động muốn ra tay để phân cao thấp hư cửu huyền nhục mà tôi, ông ta đáng chết, ánh mắt đường tuấn lạnh lẽo mà quét một vòng quanh mọi người. Mọi người nghẹn lời, lần này thật là hư cửu huyền làm quá mức rồi. Trước đây đường tuấn được xem là người có thực lực yếu nhất, hư cửu huyền mở miệng sỉ nhục anh bọn họ cũng không để trong lòng. Nhưng mà bây giờ không giống thế, đường tuấn trực tiếp phản kích, trở thành người có thể ngang hàng với hai vị cao thủ đứng đầu là huyền long tử và triệu tuấn phong này. Không ai dám can đảm bỏ qua cảm nhận của anh. Đường Tuấn, đừng có quên mục đích chuyến đi này của chúng ta. Huyết trì đã mở, đằng Vũ Vân rất có thể sẽ tấn chức lên thần hải, ông ta mới là kẻ địch lớn của chúng ta. Huyền Long Tử khuyên nhủ. Sư thúc tôi nói không sai, hiện tại tư thù cá nhân chỉ có thể tạm gác qua một bên đã. đường Tuấn, anh phải biết phân biệt nặng nhẹ. Mục Phương cũng khuyên nhủ theo. Hư cửu huyền là em trai của gia chủ nhà họ hư, nếu cậu dám giết ông ta thì sẽ đối địch với toàn bộ nhà họ hư. Trần Thiên Dương cũng lên tiếng cảnh cáo. Đường Tuấn lắc đầu, nhàn nhạt nói tôi không quan tâm. Nhà họ hư có mạnh hơn nữa chẳng qua cũng không có cao thủ cảnh giới thần hải, cũng không có bất kỳ áp lực nào với Đường Tuấn. Lúc trước anh luôn ẩn nhẫn không phản kích, là bởi vì bà độc và Hoa Tiểu Nam còn ở đây, anh sợ ném chuột vỡ đồ mà thôi, không nghĩ tới lại bị người ta coi như quả hồng mềm mà nắn bóp. Vậy cậu muốn thế nào? Cô bách Đường trầm giọng nói. Tuy rằng trong lòng ông ta phẫn nộ nhưng lại không dám ra tay. Chương 649, ngài Đường, tôi xin lỗi ngài. Xin lỗi, sắc mặt của đám người Trần Thiên Dương đều biến đổi, muốn để cho hư cửu huyền xin lỗi Đường Tuấn trước mặt bọn họ, chỉ sợ là còn khó chịu hơn so với giết quách ông ta cho rồi. Ai biết được, Đường Tuấn vừa mới nói xong, hư cửu huyền đã dùng hết sức lực của bản thân, nặn ra mấy chữ từ trong kẽ răng, "Ngài Đường, tôi xin lỗi ngài." Thế này, tất cả mọi người đều ngây dại. Dùng ánh mắt kỳ dị nhìn hư Cửu Huyền, không nghĩ được vì sao ông ta lại thỏa hiệp nhanh như vậy. Để cho tông sư cúi đầu chắc chắn là khó khăn hơn gấp mấy lần giết một vị tông sư. Hừ, mặt mũi còn quan trọng hơn tính mạng sao? Không nghĩ tới Đằng Vũ Vân vậy mà lại mở lại huyết trì, ông đây vất vả lắm mới có thể gặp gỡ được cơ hội trời ban như thế, sao có thể dễ dàng buông tha được. Đợi đến lúc tôi dựa vào huyết trì tấn chức lên thần hải, đến lúc đó lại chém sạch lũ các người rồi giá họa cho dân tộc mèo đến lúc đó tất cả đều trở thành kẻ thua cuộc, ai còn biết được những chuyện này. Hư cửu huyền cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ âm hiểm. Nhà họ hư nằm ở phía tây nam, cách dân tộc mèo rất gần, từ lâu đã nghe được một ít thứ liên quan đến huyết trì và bí thuật của dân tộc mèo. Vào lúc nghe được huyết trì lại mở ra, trong lòng ông ta đã tính toán qua một lượt. Đường Tuấn, đủ rồi nhỉ, Triệu Tuấn Phong lạnh lùng nói. Hư, Đường Tuấn tiện tay ném hư cửu huyền ra ngoài. Hư cửu huyền gấp gáp hít thở từng ngụm từng ngụm, có cảm giác sống sót sau tai nạn, vẻ oán độc dấu thật sâu trong đáy mắt. Chờ đến lúc hư cửu huyền bình ổn lại, không khí nghiêm trọng mới từ từ hòa hoãn lại chút ít. Được rồi, huyết trì đã mở, thời gian cấp bách, chúng ta phải nhanh chóng chạy nhanh tới dân tộc mèo. Nơi này cách tổ địa của dân tộc mèo không xa, trước khi hừng đông tới chúng ta có thể chạy tới nơi được. Huyền Long Tử lên tiếng nói. Lúc còn trẻ ông ta đã từng thám hiểm ở dân tộc mèo rồi, cho nên cũng gọi là có chút quen thuộc với dân tộc mèo. Mọi người khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu lên đường. Đường Tuấn, thực lực của anh sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Trên đường đi, Mục Phương đi tới bên cạnh Đường Tuấn, hỏi. Đường Tuấn nói, lúc trước tôi tới dược y cốc một chuyến, gặp được chút may mắn. Tới dược y cốc, hay là anh ta thực sự đã giết Tử Phong, nhưng mà chuyện này không thể nào xảy ra được thực lực của Từ Phong cũng không kém hơn thực lực của Sư Thúc Huyền Long Tử bao nhiêu cả, sao Đường Tuấn có thể giết Từ Phong được. Trong lòng Mục Phương suy đoán, sau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng trời cũng sáng, mấy người cũng đi ra khỏi khu rừng già đầy nguy hiểm này. Gió lạnh sáng sớm thổi qua làm giảm bớt đi tinh thần mệt mỏi trên người bọn họ. Cuối cùng cũng tới chỗ dân tộc mèo rồi, Huyền Long Tử đứng phía trước mọi người, nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp cách đó không xa, thấp thoáng trong đó còn có những kiến trúc cổ kính xen lẫn vào, cảm thán nói. Từng gian nhà được dựng bằng cây trúc tòa thành phòng ở nằm giữa sông núi, người dân tộc mèo ăn mặc trang phục kỳ dị đứng trên đỉnh nhà cao cao, trong tay bọn họ hoặc là nắm chắc cung tiến tự chế, hoặc là vũ khí bằng sắt. Dân tộc mèo tuy là không có giao du với người ngoài nhưng bởi vì liên quan đến vị trí địa lý, con đường tu hành võ đạo của bọn họ càng nguyên thủy hơn, đồng thời cũng càng mạnh mẽ hơn. Trong tầm mắt có thể nhìn được, bọn họ đã thấy bốn năm chục vị người dân tộc mèo. Những người dân tộc mèo đó mỗi người đều là cao thủ nội công. Trong đó nội kình điên phong có không dưới 10 vị, hơn nữa mấy người này còn cảm nhận được chân khí của những người có cảnh giới chân khí trong số đó nữa. chương 650, các vị dừng bước. Dân tộc mèo quả nhiên lớn mạnh, cổ hồng lính tuy cũng là một môn phái võ đạo, có lẽ cũng không chênh lệch lắm với những người mạnh mẽ nhất, nhưng cường giả nội kình ra đời quá ít, mà dân tộc mèo lại có rất nhiều đây cũng là điểm mà các gia đình võ học và các môn phái bên ngoài sợ hãi dân tộc mèo. Vút, trong không khí vang lên một tiếng giết gào, theo sau đó là một mũi tên lông vũ bắn tới trước mặt mọi người, chặn đường đi của bọn họ lại. Các vị dừng bước, cùng lúc đó, một tiếng quát rền vang lên từ một trong những ngôi nhà. Nhanh như cắt, một bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ. Người tới là một người đàn ông trung niên khoảng chừng 4 chục tuổi, cơ thể khá gầy, Mặc một trường bào màu xám nhạt, trên trường bào thêu một con rất dữ tợn màu đen, nhìn qua giống như con rết đang quấn quanh trên người ông ta vậy, khiến người khác tim đập chân run. Người này đúng là vị cao thủ tông sư mà bọn họ mới cảm ứng được kia. Hơn 40 cao thủ nội kình, 10 vị nội kình niên phong, lại thêm một vị cao thủ tông sư, đội hình như thế mà đặt ở bên ngoài cũng đủ để đánh ngang nhiều môn phái và gia đình võ học. Nhưng ở dân tộc mèo, đây chỉ là một đội ngũ tuần tra mà thôi như thế cũng đủ để hiểu biết một chút về sự lớn mạnh của dân tộc mèo tôi đây là trưởng lão một dòng họ của dân tộc mèo trương thạch không biết các vị tới dân tộc mèo có chuyện gì người tới đầu tiên là chắp tay sụ mặt giới thiệu với đoàn người đường tuấn trước trong đôi mắt phần đục của ông lão lóe sáng mang theo cảnh giác nhìn mọi người nghe nói dân tộc mèo đổi chủ tôi là đại biểu cho các phái võ đạo cố ý tới chào hỏi chủ nhân mới của dân tộc mèo huyền long tử đáp lễ thong thả ung dung nói. Chuyến đi này của bọn họ có thể nói là bí mật hành động, đương nhiên là phải dùng cái cớ đủ lớn để che đậy. Tầm mắt của Trương Thạch xẹt qua trên người mọi người, đương nhiên cũng cảm nhận được hơi thở dao động trên mỗi người không hề kém ông ta bao nhiêu, sắc mặt tức khắc biến đổi. Bảy vị tông sư cảnh giới chân khí, đặc biệt là Đường Tuấn và Mục Phương còn trẻ tuổi như thế, vừa nhìn là biết đó là học trò mà những môn phái lớn, gia tộc lớn tỉ mỉ dạy dỗ thành đội hình như thế này không thể nào bỏ qua được, dân tộc mèo có nền tảng hùng hậu cũng không dễ dàng đối địch được. Các vị tới không đúng lúc rồi, phu chủ của chúng ta đang bế quan khổ tu võ đạo, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất quan ngay được. Tôi thấy mấy vị vẫn nên về trước thì hơn, trên mặt trương thạch hiện ra vẻ tiếc nuối. Ồ, không sao cả, chúng ta có thể chờ được. Huyền Long Tử nghiêm túc trả lời lại. Cái này, Trương Thạch có hơi do dự, nếu đối phương chỉ là người thường, ông ta có thể tùy tiện tống cổ đi. Nhưng lúc này đối mặt với bảy vị tông sư, trong lúc nhất thời ông ta cũng không biết phải lựa chọn như thế nào. Trưởng Lão Trương, mấy vị tông sư này đường xa tìm đến, sao có thể thất lễ như thế được chứ? Đây cũng không phải là đạo đãi khách của dân tộc mèo chúng ta. Đúng lúc này, một giọng nói hiền hòa vang lên phía sau Trương Thạch. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 650